Kinh 27. Bây giờ bài vở bên đầu đề tam các vị chắc cũng không cần chấp nhiều với những có bài rồi. Giảng này. Kinh 27. Theo chú tiểu đó nha, tiểu kinh tự tích. Hát thí là con voi nhé, hát thí bá đá là cái chân, nhưng mà đây là bá đô bá má, tức là cái ví dụ, ô bá má là ví dụ. Cái này là cái chân này, hoặc là dấu chân. Còn cái chữ ô bá má này nghĩa là ví dụ, còn cái chữ chu lá này đó là nhỏ. Hát thí này là con voi. Chu lá hát thí bà đô bà má sụt ta, tức là kinh ví dụ dấu chân con voi. Nhưng mà vì nó có hai bài kinh, một bài dài một bài ngắn, cho nên các vị A-la-hán các ngài mới gọi cái bài ngắn là bài tiểu kinh, còn cái bài kia bài dài các ngài kêu là đại kinh. Vậy thôi, từ trong hai bài kinh này Đức Phật này dùng cái dấu, ví dụ cái dấu chân con voi. Đó học càng lúc càng khó mồm. Viên Viên Khải 200 sử dụng. Chu lá hát thí ba đô ba má xuất tác. Chu lá là nhỏ nhé. Chu lá hát thí là con voi. Ba đá tức là cái chân hoặc là dấu chân. Còn Upama tức là ví dụ. Nhưng tại sao mà bắt độ mà tại sao ở đây không còn là ú nữa mà lại là ô, là bởi vì chữ bà đá, chữ á đứng trước chữ ú thì đây là chữ ô. Phải xóa bằng chữ. Chứ nếu mà không xóa đó thì đọc rất là dài dòng. Hát đó, chu lá hát thì bà đá Upama. Nó rất là dài, tại sao mình không cần trên các ngày mới ghép lại là chu lá hát thì bà đồ mà. Chứ giống như trong tiếng Anh mà nó có chữ mà chữ from afa đó. From rồi alpha là từ xa, nhưng mà ta đọc dính là thành là from alpha. From alpha thì cái luật nó luật trong Bali cũng như vậy, nhưng mà cái điều tiếng Anh đó thì nó không có đổi, mà nó chỉ là do mình đọc mình nuốt chữ. Còn trong tiếng Bali là chẳng những đọc nuốt chữ mà nó còn đổi luôn, viết nó cũng đổi luôn. Mà trong Bali là đỡ đấy, chứ còn bên Sanskrit là nhiều khi thì nó ghép lại rồi đó, cái chữ nó coi mất tiêu luôn. Chữ nó có hai âm là như chữ ý xí. Chữ ý xí tức là ẩn sĩ ha. Mà nếu trước chữ ý xí mà nó là một phụ âm nữa thì dùng chữ á đi. Á trước ý nó thành ra e nha. Rồi đằng sau á, cái chữ y đó, đó nó lại có một cái chữ một phụ âm nữa thì coi như nó bị nuốt. Ví dụ như là chữ nó chữ phải, nó chữ sanskrit. Chữ ý xí nó có nghĩa là cái vị ẩn sĩ, người mà hiền trí đó. Nhưng mà khi trong sơ tích họ họ cộng lại đó thì giống như là chữ má ha là lớn ha, rồi cộng với chữ ý xí là chữ sage, rồi cộng với cái chữ chữ cơm, bát cơm nha. Thì chỉ thấy chữ ý nào, ý này mà cộng với này thành chữ e. Rồi thấy chữ ý này không, chữ a này cộng với cái này thành chữ e, như vậy là thành ra là má hê, má hê. Rồi cái nếu mà một là ý gặp á là e, nhưng mà nếu trong trường hợp này ý mà gặp á đó thì cái chữ này nó sẽ biến thành là chữ giác, chữ quay nha. Cho nên nó một là nó, nếu mà nó ở giữa câu á thì nó có thể nó biến thành chữ e, nhưng mà nó cũng có thể nó biến thành là chữ giác. Cho nên đây nè, ý danh ná bắt tá, tức là bát cơm của nhà ẩn sĩ. Cái gì coi ngó coi tôi coi nó còn cái chữ gì mà của chữ ý xí nữa không. Má hê, chữ ý nè, má hê
Rồi chữ xí này nó cái chữ y cái chữ a trong tiếng Anh mà khi nó trong sanskrit rít nó đứng trước cái chữ một cái phụ âm đó, thì nó sẽ trở thành ra là chữ y, chứ là má he xanh nó bạch cái gì coi nó còn cái gì của chữ này nó kêu mà học chữ vạn là nó rầu nó rầu nhiêu trời nó con nhìn sao cái bị nhìn sao mà nó lôi ra được chứ sao mà rầu ra đi sao cái chữ ý xí nè ai s ai phải không mà nó nhắc vô nó thành ra như vậy đó làm sao mà tôi tìm ra được trời chết luôn nữa mất tiêu rồi. Rồi trong tiếng Anh nó có để diễn tả thì tương lai nó có cái là cái shall rồi will phải không ạ, mà trong Malay Bali nó khổ chứ là cái chữ caro tí đó là làm là động từ này chưa chia, mà nếu mà nó biến thành là thì quá khứ đơn á, thì có thể là cari, nhưng mà nếu biến thành thì vị lai á, thì vị lai thông thường á, là cari sa tí, cái từ chỉ caro tí mà nó biến thành như cái là như chia danh từ mà phải tham sẽ rồi bạch chân là bút thô bồ bạch chân là bút tàn chưa cái là bút tăng bồ bạch chân là bút chê đấy chia và chia bằng tiếng Phạn chia nhanh như vậy thì tôi nghĩ mình thích nó chua quá mà cái đó hồi xưa tôi không biết ngày nói ngày còn nhớ hồi đó năm 80 hay dạy nữa mình đi học mệt mà nó không có kiếm ra tiền không kinh quan mà chia nó có tiền cái nghề nghề ruộng nghề nó giác á không phải là tiếng Phạn là tiếng Bali. Cái cụ ngày đã đem cái ngày tới trái ngày xài và bây giờ người ta biết ngày giác là ta biết cái tiếng Pháp. Chứ ngày giác có hai thứ mà ngày dỗ mà dỗ cực kỳ là tiếng Phạn với tiếng Nghe. Tiếng Nghe của ngày giác là giỏi hơn người Nghe. Người Nghe mà thất học có nghe không nổi. Người Nghe mà thất học là nghe ngày nói họ không hiểu. Cũng giống như mấy vị giáo sư của mình mà mới về miền Tây nói chuyện là rất là mệt. Rất là mệt. Không có được ngày, ngày trong cuộc đời Hoàng Pháp ngày đi làm việc giáo hội làm những cái nhỏ việc phải xài những cái sở trường mà, tôi nhớ có lần sư trụ trì nói một câu thì sư nói về cái việc mình sư nói sư huynh có cái phước mà sư huynh cũng học tùm lum nữa nhưng mà sư huynh có cái phước là những cái gì sư huynh học nó có chỗ dùng chứ có phần lớn trong đời này có nhiều người có rất là nhiều người. Họ cực cho một cái gì đó với cuộc cái mà nó đem là chén cơm họ phải là cái đó. Thế nhưng ông Diệp cũng học cũng là dược sĩ ấy. Nhưng cái bộ là cái cuối cùng của đời mới xui là cái kiến thức đó không biết ông gì hết. Ông phải đi là ông bán cái khu series thôi. Đó phải nhận cái đó là cái bất hạnh. Mình phải nhận đó là cái bất hạnh. Tôi biết rất là nhiều người như vợ có sĩ quan là phải rất là nhiều bằng cuối cùng thì bà không xài. Những cái người khi người ta đến Mỹ thì chỉ cần có một gốc tư bà để là lương cao rồi. Còn này bà lương một bóng mà chỗ xài. Cho nên Siri nó cái trong đời nó cũng đúng đó. Trong cái may mắn là nó đã là không giống nhau, đừng nói là cái xui mà đem so với cái rủi, cái may với rủi là đã khác nhau rồi. Mà cái may nó cũng khác nhau. Có người họ học giỏi nhưng tất cả những cái họ học là có chỗ dùng hết. Sư huynh nói là không có cái gì mà sư huynh biết mà không có chỗ dùng. Nhưng mà tôi phải nhìn nhận trong đời tôi biết rất là nhiều người họ giỏi nhưng mà những cái giỏi là không có chỗ dùng. Bằng chứng là ngày hòa thượng mình. Cái món rủa của ngạo giác là thiệt tình á là ngày không có chỗ dùng. Và tiếng Pali với là chữ miên nè. Xưa có người ông sư lúc cũng mời người, nếu mà người bước ra mời người làm đại sứ chứ em vì người muốn tu cuộc trái quốc luôn những cái ruột người không có xài xài tại trời à, cái chuyện rất là thường cái chuyện rất là thường cái đó cái xui không cho nhiều rồi đó cũng không có xài. Ok. Cái bản của mình ngoài, tôi nhìn cái bản của mình không biết mình học cái gì nữa. Cha nút xô ní nhé. Cha nút xô ní. Rồi duyên sự. Phật ngự tại kỳ viên. Và Bà La Môn và Bà La Môn Chanusoni
đến ý kiến, đến ý kiến. Và kể lại cho ngài nghe. Những gì mà thiên hạ sai gần, về những gì mà thiên hạ sai gần, vẫn thường khen ngợi Đức Phật, vẫn thường khen ngợi Đức Phật. Như là một người, như là một người học nhiều hiểu rộng, như là một người học nhiều hiểu rộng phải biện tài vô ngại. Biết biết bị biện tài không? Biện tài là cái khả năng lý luận á. Biện tài vô ngại chấm. Đức Phật dạy rằng tất cả những điều đó, tất cả những điều đó thật ra không đủ để vẽ nên một chân dung đích thực, không đủ để vẽ nên một chân dung đích thực. Về một bậc chánh đẳng giác, về một bậc chánh đẳng giác. Xuống dòng nội dung kinh, Đức Phật dùng ví dụ, Đức Phật dùng ví dụ, Đức Phật dùng ví dụ những người đi rừng, có thể dựa vào những vết tích trên đường đi, có thể dựa vào những vết tích trên đường đi để nhận ra sự có mặt của một thất tượng rừng, để nhận ra sự có mặt của một thất tượng. Thất tượng là một con voi đó, thất tượng. Không biết, tôi không biết sao đến ngày xưa ông bà con voi kêu là thất luôn, tại cái chân nó bự quá. Để nhận ra sự có mặt của một thất tượng rừng to lớn, phải ngài dạy rằng để hiểu một người như ngài, ngài dạy rằng để hiểu một người như ngài phải, chúng ta nhất thiết phải có một hiểu biết nhất định, chúng ta nhất thiết phải có một hiểu biết nhất định. Về cái gọi là ngũ uẩn pháp thân, về cái gọi là ngũ uẩn pháp thân, về cái gọi là ngũ uẩn pháp thân. Các vị biết ngũ uẩn pháp thân không? Có hai thứ ngũ uẩn, ngũ uẩn sắc thân và ngũ uẩn pháp thân. Ngũ uẩn sắc thân á, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cái đó ai cũng có hết á. Còn ngũ uẩn pháp thân á, là phải người tu mới có: giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Các biết cái đó, ghi cái đó thì ngũ uẩn sắc sát thân, ngũ uẩn sát thân tức là năm uẩn thông thường mình á, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn ngũ uẩn pháp thân á, ngũ uẩn sát thân chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Còn ngũ uẩn pháp thân chính là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Giải thoát ở đây, giới định tuệ các vị hiểu rồi phải không ạ?
còn giải thoát là gì biết không? Là đạo quả. Còn giải thoát tri kiến chính là 19 cái trí trí phản kháng. Cậu chở cậu cái đó rồi phải không ạ? Cô Hương chết tới đâu rồi? Giải thoát mà không đơn đạo quả rồi đóng hoàng đơn lại nha. Giải thoát là máu không đơn, máu không đơn, giải thoát máu đơn đạo quả, để mình mới biết đạo quả là mới biết cái giải thoát cái này trong trường hợp này cái chi giải thoát nghĩa là gì. Và giải thoát thì kiến chính là 19 cái trí phản kháng, 19 cái trí đó là trí gì? Không phải sơ đạo, tất cả các tầng hữu quả hữu học á, thì một cái người mà đắc tất cả là 4 tầng thánh gì, thì mỗi một tầng như vậy đó, khi mà mình đắc xong đó, thì mình trải qua 5 cái trí phản kháng. Tức là khi mình đắc tu được hoàn xong đó là mình tự nhiên mình có khả năng mình suy xét rồi mình đã diệt được bao nhiêu phiền não. Đó là một cái. Đó là phiền não mình đã diệt được bao nhiêu, phiền não mình chưa diệt đó, là bao nhiêu. Rồi phản kháng đạo, tức là cái đạo mình đắc đó, cái thánh đạo là cái đạo gì. Rồi quả là thánh quả gì, phản kháng đạo, phản kháng quả và phản kháng niết bàn. Tức là mình hiểu cái niết bàn. Tự nhiên lúc mình cái sự giác ngộ của mình nó ra sao, gọi là phản kháng niết bàn. Sự chứng ngộ của mình nó ra sao thì đó, cái nội dung của sự chứng ngộ đó đã được gọi là niết bàn. Nhưng mà tại sao chỉ 4 tầng thánh mà nhân cái năm là 20, mà tại sao đây chỉ kể có 19? Tại vì đến a la hán thì họ chỉ suy nghĩ những cái phiền não đã diệt, chứ còn họ không có phải còn nữa. Đúng rồi, đó là 19 nha. Rồi chấm. Phải với một hành trang như vậy. Người ta mới có thể hiểu được Đức Phật một cách đúng mức. Người ta mới có thể hiểu được Đức Phật một cách đúng mức. Xong chưa? Bây giờ tôi giảng sơ chút. Tức là Đức Phật ngày lúc ngày sắp niết bàn á, thì ngài đang khóc quá đi. Cái Đức Phật ngài mới nói, ngài nói những gì á mà Như Lai cần phải làm cho các đệ tử, Như Lai đã làm hết rồi. Đó là những lời dạy về hướng con đường giải thoát, Như Lai đã làm hết rồi. Các mấy thầy á, không còn có cái gì mà phải mà trông đợi ở ta nữa. Nó giống như một người thầy mà nó dạy hết, không có nắm cái gì trong bàn tay mình hết. Hoặc giống như một người cha mà chết để là cho tài cho con, để làm cái chút thư, một cái will cho con, mà thật ra là để hết rồi, không còn cái gì nữa hết. Thì các vị thầy cứ vậy mà tu. Thì như người nói rằng đừng nghĩ rằng khi ta mất rồi chư tăng không có thầy, mà chính những gì ta dạy đó chính là thầy cho các vị. Nói như vậy xong rồi ngày mới đi về. Bởi cuối cùng, bởi vì cuối cùng đưa tang cho cô Thu Hồng em bắn, tôi mới nói là một chuyện đó là cái vụ quả tôi gỡ nghe đó. Tức là cái hình ảnh Đức Phật trong lòng mình có lâu bền hay không là tùy thuộc vào do cách hiểu của mình đối với ngài, và Đức Phật trong lòng mình có đẹp hay không là do cái kiến thức của mình về ngài. Tôi nghĩ rằng nếu bây giờ có một cái máy ảnh mà nó chụp được cái tư tưởng của mình á, thì tôi nghĩ Đức Phật của tôi rất là đẹp, các vị sẽ giật mình. Bởi vì một cái người có chánh niệm, lúc nào cũng sống bằng chánh niệm, lúc nào cũng sống bằng tâm từ bi với vô lượng chúng sanh, thì các vị hãy tưởng tượng cái tướng điện đẹp đó nào. Nhưng tôi gặp ngài Kim Triệu là tôi gặp những vị lớn, tôi hay nghĩ đến Đức Phật đó. Cái mặt hiền mà nói cái gì không có nói gì có ý hại người ta hết, mà cũng có ý tà tâm, nói người ta thương mình, đúng là tà tâm đó nhỉ. Rồi bắt còn nói cho nó đã cơn giận của mình, đúng là tà tâm, để nói bằng tâm tham, nói bằng tâm sân. Còn đằng này cái ngôn ngữ Đức Phật là ngôn ngữ của một người chánh niệm, ngôn ngữ của một chánh niệm, và đó là ngôn ngữ của một người muốn người khác được an lạc. Thì các vị hãy tưởng tượng cái người mà có chánh niệm, họ đi đứng họ nói năng ăn uống nó ra sao. Rồi cái người mà luôn luôn nghĩ về người khác bằng cái lòng thương mến thì họ sẽ ra sao. Cho nên là chỉ cần chừng đó thôi,
Cho nên có một lần nó có một cậu bé người Pháp hỏi thầy Hòa Thượng Nhất Hạnh là: thầy ơi, theo thầy thì mặt mũi Đức Phật như thế nào? Thầy Nhất Hạnh ấy, theo thầy chắc Đức Phật giống như Thánh Lăng Đi, ngồi đều đeo cao hơn chút. Thánh Lăng Đi là thánh ngộ đó. Lăng Đi là ổng là người mà đem lại độc lập cho, ổng là đấu tranh cho Ấn Độ đó. Ổng không tốt, ổng không có đẹp trai, nhưng mà ai mà đang giận hờn ổng là không giận được. Bây giờ ổng mà đẹp cho ổng mặt ổng hiền á, ổng rất là hiền. Và thủ tướng Ấn Độ ta nói là nó không muốn cái gì thủ tướng cũng cho, vì thậm chí ổng muốn lên mây thì thủ tướng cũng muốn đưa ổng lên mây nữa. Nhưng mà ổng nói nè, đất nước Ấn Độ năm 1947 người Anh giao trả lại cái độc lập đó, thì ổng cứ một cũng có cái khăn tròn màu trắng mà quấn người ổng, cái dấu cái quốc phục người Ấn Độ đầu ổng thì ổng đầu trật cả đầu lóc à. Ổng yếu đi, ổng mang cái đôi dép kẹp chống cây gậy, ổng đi, ổng đi lang thang lang khắp Ấn Độ, đâu có ai mà dân họ bởi vì có một cái cuộc chiến Ấn Độ, cuộc chiến triền miên qua nhiều đời không dứt, đó là cuộc chiến tranh tôn giáo giữa người Hồi với người Ấn Hindu á. Mà ở đâu có cuộc tương tàn là ổng tới đó. Bữa người ta đang đánh lộn hai làng đánh nhau, đó là ổng đứng chính giữa, ổng đừng có đánh nữa, anh em không một nhà, nếu mấy người đánh nhau nữa tôi không ăn cơm đâu. Rồi đó ngồi đó ông tuyệt thực. Thầy tưởng không làm chính trị, mà cuối cùng người ta chịu nữa, cái hai bên tới ôm nó thôi, rồi còn lại cha cho về ăn uống đàng hoàng, tôi không có đánh nhau nữa. Còn nó đang dắt đá đập chọi nhau, chọi cảnh sát rồi nó lấy cây đập qua đập lên. Ông tới ổng không có vũ khí, ông đi mình không nha. Mà ông tổng thống, ông thủ tướng Nehru Ấn Độ thương lắm, sợ bị ám sát, cho nên đi đâu cũng cho vệ sĩ bảo vệ. Ông biết được ông giận, ông nói không có vệ sĩ, người bảo vệ ông chính là dân chứ không ai. Nếu dân muốn giết ông thì bằng vệ sĩ bao nhiêu cũng không đủ, mà dân thương ông rồi thì bao nhiêu vệ sĩ cũng không cần. Đấy, cho nên ở đâu có đánh đá thì cổ ông tới dàn xếp. Hồi Ấn Độ chưa được độc lập á thì ông đấu tranh chống người Anh, ông vận động người dân Ấn Độ khắp nơi thế giới không có dùng đồ của Anh Lê, chỉ dùng đồ Ấn Độ thôi, ăn đồ Ấn Độ, mặc vải xò là phải là vải do người Ấn giả, chứ không có hài vải của Tây phương. Ông lúc ông chống nước ông nói không có đụng đến cái đồ cơ khí, ông không có đi xe lửa, ông chỉ đi xe ngựa xe bò thôi ha. Rồi nói chung cái gì mà liên hệ tới Tây phương là ông không có đụng thôi. Cuối cùng Anh trả là độc lập cho Ấn Độ xong thì ông vẫn tiếp tục đường đấu tranh ông. Hồi đó là ông chống ngoại xâm thực dân đế quốc, còn bây giờ ông xoay qua là ông dàn xếp cái tình cảm huynh đệ trong quốc dân. Mà phải nói rằng mọi người mà sống bằng cái tâm hồn như vậy thì phải nói rằng tôi không có gặp mặt ổng, nhưng tôi nghĩ rằng ổng cũng đáng người để mà đảnh lễ chứ. Cho nên khi mà tôi đọc về sử danh nhân như về cái tấm gương nghị lực của thầy Huyền Trang, khi thầy thấy kinh điển Phật giáo Bắc Tông mà nó bị sai lệch nhiều quá, thầy mới đi qua bên Ấn Độ thầy thỉnh kinh, thì những tâm hồn như thầy Huyền Trang hay là Thánh Gandhi hay là ông Einstein hoặc là và Helen Keller, những tâm hồn đó tôi phải nói rằng tôi không bằng họ, nhưng mà tôi phải nói rằng tôi lớn lên, cái đời sống tâm tư tôi lớn lên là nhờ họ. Nhờ họ tức là người giàu tôi có hư đốn gì đến mấy đi nữa, nhưng mà tôi vẫn có chỗ, có cái trong đành để trong đầu tôi thờ. Mà người Tây phương có con hay nó khi mà bạn biết tôn thờ cái đẹp, tôn thờ cái chân thiện mỹ, tôn thờ cái tốt, thì bạn đã được tốt hơn phận. Hiểu không? Mình đam mê cái gì là khi mà mình đam mê cái gì đó là mình đã có được cái đó hơn phận rồi. Và tôi nhớ con câu nói trong sách mà không biết của Tây, của tao luôn rồi, nhưng mà đại khái đó nói khi mà bạn quyết định hạnh phúc là bạn đã được hạnh phúc anh phần. Mày có hiểu rồi đó, khi bạn quyết định là mình sẽ sống hạnh phúc là mình đã hạnh phúc anh phần rồi. Ví dụ như nhìn chồng con đại mình quá rồi nó được rồi dẹp, tao qua Tết này là tao bỏ hết, mà khi mình nghĩ vậy là mình đã thế này anh cho hết được mấy chục phần trăm rồi. Còn cái kiểu mình kệ, mình làm vợ mình phải chịu, mình làm mẹ mình phải chịu, mình cái nỗi tôi tưởng là tự mình đại mình trước khi cái khổ nó đại mình. Cho nên tôi nhớ hoài có một câu kinh ngôn, có một câu rất là hay: người bị thương á, bị người ta đâm á, mà cứ nhớ hoài về vết thương của mình là coi như bị thương nhiều lần. Có hiểu rồi đó, nhưng như tôi chửi vô mặt mấy cô giận lắm, nhưng mà nếu sau đó các bị quên thì coi như các bị mới các bị chửi một lần. Nhưng mà cứ về mỗi lần nhắm mắt lại nhớ cái tiếng chửi vang vang lại, có như cái bị chửi nhiều lần, bị chửi lần nữa. Cái đó nhiều Phật, nếu Phật dạy nhiều cái mà phải nói là nó hay lắm chứ không phải mèo nha, rất là hay. Cho nên khi mà bạn quyết định bạn tôn thờ cái gì là trong người bạn đã có một phần của cái đó rồi. Cái gì tại sao mình mến Đức Phật không phải là vì ngày linh hiển, ngày đẹp trai quá, hào quang xẹt tùm lum tà la như điện đâu thế gặp nước mưa, không phải. Mà mình phục ngại chứ là trong những người sân hận ngàn hóa sân hận, trong những người tham lam ngàn hóa tham lam,
trong những người đa dục ngày không có tham dục, trong những người thù quán thì ngài rất là bi, trong những người u mê ngài là rất là trí tuệ. Và khi mình thờ tôn thờ cái bóng hình như vậy đó, trong lòng mình nó một phần đã là của Đức Phật rồi. Và khi nào mình thờ phụng ngài như vậy là mình nó ok rồi. Và tôi không có thương ai mà nhờ tôi biết thờ những danh nhân, cho nên tôi thấy có một khúc nào đó người tôi cũng danh nhân, mà biết khúc nào biết khúc nào được cái ngạn lên nó là you are what you think of, có hiểu không? Tức là vô chính là cái gì mà vô vẫn là chuyện từ, chứ còn mình ngồi nói còn lâu lắm tôi mới bằng Phật, còn lâu lắm tôi mới bằng ông Gandhi, còn lâu lắm tôi bằng Phan Bội Châu, còn lâu lắm tôi mới bằng ai đó, mình nghĩ là người bậy. Mà kêu mình biết tôn thờ cái đó là mình đã lặng ngửa rồi đó. Mình nói vậy không có nghĩa là các vị đừng bây giờ tôn thờ tôi, để các vị tôn thờ tôi là các vị đã là tôi đến một nữa cái hư giá luôn á. Cho nên bây giờ tôi giải bắt đầu đề tài. Cho nên muốn biết Đức Phật trong lòng mình đẹp hay xấu là mình coi mình hiểu được gì về ngài. Mình hiểu về ngài mơ mơ màng thì mình nghĩ là ngài là linh lắm, nhờ cái cõi nào đó đứa nào mà cầu nguyện nhiều cúng cho bạo vô đốt nhân cho khá vô thì mình ngài phù hộ. Mà nếu mà mình nghĩ vậy thì Đức Phật ngài không giống, là tôi không biết gì. Nếu mà nghĩ vậy Đức Phật giống cái gì tôi không biết nha. Nhưng vì ngài hiểu, mình hiểu là ngài là người như vậy đó, mình hiểu đúng về ngài đó thì mình mới thấy rằng ngài đẹp. Tôi nói ngài không cần 32 đại nhân tướng, 32 hảo tướng không cần, với cái tâm hồn như vậy là người đó đã đẹp rồi. Và trong đời tôi phải nói rằng tôi không dám xả chữ phải lòng, nghe nó kỳ quá, nhưng mà trong đời tôi cũng chết lên chứ xuống là đại ấp đại đau là vì một vài người mà cái tâm hồn của họ nó đẹp quá, chính cái tâm hồn nó đẹp quá nó làm cho tôi quên đi cái hình thức của họ. Bởi vì có nhiều người họ đẹp mà họ có người họ tôi ghét quá đi, cái tánh tình tôi ghét quá, cho nên là mình quên cha nó cái đẹp của họ đi. Ví dụ như bây giờ trong lớp mình có ai, cái việc tưởng tượng như lớp mình ai mình có nhìn có tâm nhất, người đó không có lo gì cho mình, ăn mình cứ lo đồng tiền của họ, lo cái tiệm của họ mình cũng bớt phát. Nhưng mà người khác mình thấy bình thường, nhưng mà họ lo cho mình nhiều thì mình cũng phát. Cho nên cái nết nó chết cái đẹp, mặc dù thỉnh thoảng cái đẹp nó đánh đẹp cái nết. Cho nên cái giá trị này rất là lớn, chứ đừng có thể ý đẹp là ngon, mà đừng có thấy xấu buồn. Ông sực ra nó còn hay là lớn quá sao phát tâm được, nhưng mà cái đó là có một cái hạnh tôi không bao giờ vào bao màng đến cái chuyện gì hết, không bao giờ bao màng hết, mà cứ là vô chùa với một trên là Phật, dưới là nghe pháp rồi biến. Còn ở chùa ai có xin lỗi có là cũng giống gì nhảy đầm lên trên chùa cũng nói không tới giờ. Và khi bà hay nè nhỏ người con tuyết gì đó, mà mập hơn chút tướng ngon mà vậy đó chết ngắt rồi, mà tướng nó chết hiểu thì bà ừ đúng rồi. Tâm tâm là gì? Ok, đó, hôm nay là học đúng cái tâm trạng của tôi luôn đó nha. Giờ tôi đọc thôi chứ tôi khỏi có cho các vị viết nha. Tam đề thiền toái dịch từ chữ Pali là Sankilittha nha. Mà cái chữ Sankilittha này đó, cái chữ san này nó là một tiếp đồ ngữ để nó bổ nghĩa thôi nha, nó bổ nghĩa cho nó rộng nghĩa thêm. Chữ sang này nó là chỉ một là một tiếp vị ngữ thôi, cộng với Kilittha. Nè, 200. Mà Kilittha này đó nó lại cùng một nghĩa với chữ Kilesa hoặc là Kilesati, có nghĩa là phiền não. Cái Kilesa là phiền não, mà Kilesati có nghĩa là sự sôi sục. Hồi nhỏ đó tôi không có hiểu, tôi nghĩ tại sao mà phiền não gọi là cái lê gọi là sôi sục. Mà khi nào có vị mới thấy, vị có bị người để ý mới thấy, khi mà mình giận á nó nóng sôi người, mà khi nào mà mình tha mái mình thử ai quá người cũng nóng bừng. Đó là lý do tại sao mà khi mình có cái tào tâm mình đó lỗ tai rồi chứ ngồi ăn thế này ở dưới, nếu mà dưới không có mấy cái thùng gì hết nó bắt đầu là chuyện này dài như thế, nó qua nó lại đá rồi ăn không có trúng ớt mà mặt đỏ lừ với gì đó, vì nó đang phiền não nó đang nổ. Nên khi mà chàng cái nàng gặp nhau thì mặt đỏ bừng là đuổi xứ nè, thật ra đúng là mặt đỏ bừng làm cái gì nó đỏ, lửa nó đốt lửa ái nó đốt thì tự nhiên mình chửi nó đuổi xứ rồi mặt mình đỏ lại nhá, lửa nó đốt rồi mình chửi nó cái đồ gì xí trong số mặt chợ rồi tự nhiên nghe giận nha bà bá đồ chẳng tin cứu ngựa
Mà tự nhiên mình nghe mình điên lên là lúc đó mình đang sôi, cái viết kia mình vui quá, mình giận quá nó ngừng sôi lên, cho nên chiêu chữ bạn là ký lê sa tí, sa sục động từ là ký lê sa tí, còn danh từ là ký lê sa, cái là phiền não. Còn cái chữ ký lê thá này nó là past participle của ký lê sa, ký lê sa tí nha. Sang ký lê thá tức là phiền não, tức là cái pháp thiêu đốt. Thiền là pháp siêu đốt phiền não, còn phiền não là pháp siêu đốt thiện pháp nha. Thì ở đây đến Đức Phật ngày tôi bỏ tôi có nói rồi, có những cái tam đề đó mà ngài gói gọn tất cả các pháp trong đời vào trong đó, nhưng mà có những cái tam đề đó là ngài nói đến một cái khía cạnh nào đó trong đời sống này. Ví dụ như ngày nay bữa nay là mình học tới tam đề tuần tối thì Đức Phật ngài giảng ở đây cho chi thi nghe, ngài nói rằng thứ nhất là nói rằng trong thế gian này nó có ba vấn đề rất là quan trọng, đó là thứ nhất là các pháp phiền toái mà cảnh phiền não, tức là bản thân của nó là phiền não mà nó cũng bị phiền não biết. Rồi cái thứ hai đó là tất cả pháp phi phiền toái và cảnh phiền não, tức là nó bản thân nó thì không phải là phiền não nhưng mà người ta có thể biết nó bằng phiền não. Và cái thứ ba đó thì nó bản thân nó không phải là phiền não và nó cũng không bị phiền não biết. Cho nên các vị thấy rằng cái tam đề này mình mới nhìn qua mình thấy nó chặt nứt rồi, mình thấy pháp tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký, nó mới có thể bao gồm tất cả mọi thứ trong đời này. Còn cái tam đề này nó đâu có cái gì đâu mà Đức Phật ngày cho nó nằm riêng một cái tam đề, mà thật ra nó rất quan trọng. Các vị nghe nè, theo đức vi pháp, mắt tai mũi lưỡi của mình có phải là phiền não? Tại sao không? Nó chỉ là biết thôi. Đức Phật cũng thấy như mình, ngài cũng có nghe, nhưng mà Đức Phật đâu phải ngài mù ngài biết đâu. Cho nên là ngủ trong thức nó không phải là phiền não, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình không có chánh niệm thì nó có tham và có sân, có thương và có giận, đúng không? Cho nên lúc đó đụng chuyện mình thấy là chỉ riêng cái tâm đề là đủ làm tu cả đời, hiểu không? Cho nên lúc mình đang đi tôn lại mình biết, bây giờ mình đang sống bằng 6 giác quan đơn giản, đi đứng nằm ngồi chỉ vậy thôi. Nhưng mà lúc đó có một cái giận, một cái thương nào mà nó đi qua trong lòng mình biết, cái này nó không cần thiết. Bởi vì mình sống, cái sống của mình nó chính là sự vận hành, sự hiện hữu, sự tồn tại, sự có mặt của các giác quan. Còn cái chuyện mà phiền não nó có hay không đó là cái chuyện của mình, chứ thật ra nó là không có phiền não mình vẫn sống. Như Đức Phật không có phiền não mình vẫn sống thôi mà. Cho nên đó là chỉ lấy đề tài này tu cũng được. Tức là mình ăn mình biết, nếu mình suy nghĩ thì lúc mình đang ăn mà mình thấy nó đã quá, mình ngon, nó ngon. Tôi cũng phải có nói một cái dạo sơ để các vị thấy tại mình nghĩ là cái gì. Khi mà Đức Phật ngày thuyết giảng tạng diệu pháp á, là ngài muốn giới thiệu cho mình tất cả những vấn đề giáo lý quan trọng cốt lõi nhất mà theo từ nhiều góc độ khác nhau. Thí dụ như nếu các vị học 7 bộ diệu pháp của trong tạng diệu pháp, các vị sẽ thấy nó có ra một điều rất là đặc biệt. Đó là 7 bộ đó Đức Phật đề cập về tâm sở hữu sắc pháp của chúng sanh ở một khía cạnh khác nhau. Ở cái bộ thứ nhất là bộ pháp tụ, Đức Phật nhìn con người ở một góc độ khác. Ở cái bộ nhân giới định á, ngài nhìn con người ở góc độ khác. Và ở bộ đại sứ, bộ phần duyên á, thì ngài nhìn con người ở góc độ khác. Thí dụ như ở bộ thứ nhất, ngài nói cái gọi là đàn ông, đàn bà, phàm thánh, chư thiên, ngạ quỷ á, nó chỉ là sắc thọ tưởng hành thức. Đó là cách nói của bộ thứ nhất mình đang học này. Nhưng mà trong bộ thứ nhất đó, ngài lại có nhiều cách nói. Có một lúc thì ngài nói rằng cái gọi là chúng sanh nó chỉ gồm có 3 cái thôi: thiện, bất thiện và vô ký. Có lúc ngài nói cái gọi là chúng sanh nó chỉ có gồm có 3 cái thôi: hữu tầm, hữu tứ, hữu tầm vô tứ và vô tầm vô tứ nha. Cho nên là tùy vào căn cơ của chúng sanh mà có cách tu khác nhau. Tôi nói cho các vị nghe, hồi xưa mình Việt Nam, tôi có quen một anh mà giờ anh đi qua Mỹ rồi. Anh đi, tôi không nhớ đi bang nào, nhưng mà anh rất là thân với sư huynh của tôi bên nhà, thân lắm. Ảnh mê cái computer, mê từ lúc ở trong nước rồi. Mà ở trong nước ảnh không có điều kiện để ảnh học, ảnh mê nó lắm. Mà cái mê nó bắt đầu từ cái chuyện là ảnh rất là giỏi vật lý về điện. Ảnh lúc ảnh học ở high school ảnh rất là giỏi. Khi mà ảnh đến đạo đó,
ảnh đi chùa 15 năm, ảnh rất là mến Chư Tăng, nhưng mà nó không có cái gì mà nó đập vô tư tưởng ảnh mạnh bằng cái bữa nó siêu huynh tôi giảng nữa. Siêu huynh nói rằng tất cả những danh pháp sắc pháp nó biến diệt nhanh như điện, và cái đời sống chúng sanh đó là chỉ là sự ráp nối của từng cái chớp nhoáng đó. Ảnh mê tích, ảnh nó còn không ngờ Phật giáo nhìn cái con người đó, nhìn cái cuộc đời này nó y như là vật lý, là khoa học. Ảnh chết ở trong đó, ảnh mê man rồi. Rồi tới ngày đi Mỹ, ảnh còn gửi thơ về, nó con sống ở nước Mỹ nhưng trong lòng con lúc nào con cũng nghĩ về có nhiều đó. Những chúng sanh nó có duyên nữa đó. Rồi có những chúng sanh đó, họ sống hưởng thụ nhiều quá. Khi gặp Đức Phật, ngài chỉ nói thế này: A, B, C, rồi vua, rồi chúa, đứa này là khác đứa kia là vì sao? Vì trong đời sống đứa này hỷ thịnh lạc nhiều hơn là đau khổ, còn đứa kia nó bất hạnh hơn, nên đời sống nó đau khổ nhiều hơn hỷ lạc. Đời sống của các người nó chỉ gồm là mấy cái phiêu linh nó ghép lại thôi. Có hiểu không? Có hiểu không? Rồi ngài nói thế này, ngài nói tại sao đời là vô thường, là bởi vì lúc hỷ lúc lạc. Rồi nói tại sao gọi là đời là khổ, là vì hỷ lạc ít hơn đau khổ. Rồi tại sao đời là vô ngã, vì tụi bay không có đứa nào muốn đau khổ cả, nhưng mà nó vẫn cứ tiếp tục nó đau khổ. Có hiểu không? Đối với cái đứa mà nó khoái về phiêu linh, nó sống nặng về cái cảm giác đó, thì ngày đem cái này ra ngày dạy nó. Rồi con đứa mà nó nặng về cái gì, ngày dạy nó cả đó. Cho nên đó là lý do tại sao mà chư Phật ba đời đó, vĩnh viễn là một cảnh giới rất là riêng tư so với các vị đại đệ tử. Thí dụ như ngài Sa Lợi Phất, Đức Phật ngài xác nhận rằng ngoài ngài ra không ai có được một phần 16 trí tuệ của ngài Sa Lợi Phất. Nhưng mà ngài Sa Lợi Phất vĩnh viễn là học trò của Đức Phật, là vì sao? Vì ngài Sa Lợi Phất lanh gì lanh, khôn gì khôn, ngài không có thể hiểu được thấu đáo cái căn cơ của chúng sanh. Thế giờ ngài thấy người đó hiền lành thì ngài nói cái pháp cho nó thích hợp với cảnh hiền lành. Rồi cái người thấy khôn lanh thì người dạy thấy khôn lanh, nhưng mà ngài không đủ sức ngài phân biệt giữa một chục đứa khôn lanh đó. Khôn lanh một nó khác khôn lanh hai thế nào, rồi cái thằng thứ hai nó khác thằng thứ ba thế nào. Ngài chắc là bắt không biết cái điểm đó, tức là cái đường đạo này nó không có chắc chắn rồi đó. Chắc chắn rồi, bây giờ riêng về cái thời gian tu học đó, là ngày thời gian tu ba la mật đó, là ngày chỉ tu có một a tăng kỳ 100 ngày này kiếp, mà Đức Phật á thì là 20 chưa hết thời gian hơn, mà cái quality cũng khác nữa. Tôi nói có hiểu không? Có hiểu không? Thì ví dụ như tôi học chưa hết high school, rồi cái tôi qua Mỹ cái tôi cũng đi làm lao cửa kiến cho mấy cái nhà hàng vậy đó thôi. Rồi cái ông tiến sĩ đó, ông qua Mỹ ông làm cũng ở Mỹ 20 năm giống như tôi, mà ông làm công việc mà nó hợp với kiến thức ông làm manager cho mấy cái hãng lớn của Mỹ. Thì sau đó đi về Việt Nam, hai ông đi về thăm quê, cái người ta hỏi ủa sao hai ông tiền bạc khác nhau. Tôi không thể nào nói, tại vì ông qua Mỹ trước tôi 2 tháng, nói vậy nó bậy. Tôi là 20 năm mà thiếu 2 tháng, còn ổng 20 năm mà đủ, đâu thể nào mà dựa vào cái chuyện thiếu đủ đó mà nó ổng hơn tôi, mà phải nói là ổng hơn tôi về cả cái trình độ nữa. Cái quality của công việc ổng nó cao hơn cái quality của tôi. Cho nên đối với ngài Sa Lợi Phất, mình không thể nói rằng thời gian ba la mật của ngài 1/20 của Đức Phật. Thời gian thì nó nói như vậy, nhưng mà về cái chất lượng thì nó không phải. Bởi vì Đức Phật từ lúc mà quỳ dưới chân Đức Phật Tăng Hằng Ca Đa, cho đến Phật nằm dưới chân Phật Như Năng, cho đến lúc ngài thành Phật dưới gốc Bồ Đề, trong suốt thời gian đó lúc nào trong đầu ngài cũng nghĩ đến một chuyện: ta thà vì chánh pháp mà ta chết, ta sẵn sàng vì pháp bố thí mà ta chết, để làm tròn hạnh bố thí ta mất mạng ta không tiếc, để làm tròn hạnh giữ giới ta mất mạng ta không tiếc, để làm tròn cái hạnh xuất gia đó ta mất mạng ta không tiếc. Tôi đây tôi định nghĩa cho lớp nghe một chuyện hơi lạc đệ, nhưng mà sẵn tiện từ mốt tôi quên đúng không nhớ. Cái chữ xuất gia đó 95% Phật tử đều hiểu rất lắm, tức là trong 10 pháp ba la mật á là bố thí, trì giới, rồi có tới xuất gia. Mà thật ra cái chữ xuất gia là do các ngài mình thích cái ngài dịch. Mà chữ xuất gia đó nếu mà hiểu đúng nghĩa đó thì mới được, còn nếu mà chữ xuất gia chỉ nghĩa là cạo đầu đắp y gọi là xuất gia thì không được. Cho nên ngày xưa bên nhà tôi có gặp một số Phật tử, họ hỏi tôi rằng: sư ơi, người cư sĩ đâu có hành ba la mật được, đâu có hành đủ, tôi hỏi sư kỳ gì? Cái họ nói rằng là không có xuất gia. Tôi nói bậy, cái chữ trong cái chữ vạn á, cái chữ nikkhamma nó không có nghĩa một nghĩa đơn giản là cạo đầu đắp y, mà chữ nikkhamma nó có một cái nghĩa rất là đặc biệt, có nghĩa là sự đi ra. Nikkhamma hai chữ M nha. Mà chữ nikkhamma này nó là past participle. Ở đây có ai nhớ past participle? Ok. Nó là past participle của chữ nikkhamati. Chữ nikkhamati nó có nghĩa là go out. Nó nghĩa là go out. Nhá, nó có nghĩa là đi ra, đi khỏi. Hoặc là rời. Nó có nghĩa là rời bỏ. Nikkhamati tức là rời bỏ, tức là tôi từ ở điểm nào đó tôi bỏ ở điểm đó, tôi đi, tôi liền. Chữ nào cô? Chữ nikkhamma hai chữ M.
Nhưng mà chữ E đó, chữ E. Đúng, đúng, đúng rồi, chữ R-K-K. Yeah. Có như thì M-E. E, đúng. Bởi vì khi mà làm past participle, past participle trong trường hợp này người ta biến dạng nó một chút, transform nó một chút xíu vậy đó. Đó là past participle của chữ nick không mà tí. Như vậy đó. Cho nên á, rồi Đức Phật này cũng giải rõ, có xuất gia nó có bốn. Tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Rồi thân tâm tâm xuất gia mà thân xuất gia, thân xuất gia mà tâm xuất gia, thân tâm đều không xuất gia và thân tâm đều xuất gia. Thì ở đây tôi chỉ đang nhắc sơ thôi, thân xuất gia mà tâm xuất gia tức là có hành thức mà không có lý tưởng giải thoát. Rồi có những người có hành thức giải thoát, có nội tâm về hướng đến giải thoát nhưng mà họ không có điều kiện đắc y mang bát. Rồi điều kiện thứ ba là tâm thân tâm đều không giải thoát tức là thân tâm họ đều là cư sĩ hết. Trạng thứ tư là những bậc xuất gia mà đúng nghĩa bậc chân tu, tức nghĩa là thân tâm họ đều thanh tịnh để muốn giải thoát. Bồ Tát cũng có cái dễ vui, nhưng mà cái dễ vui của một cái người biết đạo nó khác cái người không biết đạo ở chỗ là trên đường các ngài thánh mẫu thấy hoa lá bên đường các ngài ngắt nên người lại ngài hái. Đó là giây phút dễ vui của người biết đạo. Cái giây phút dễ vui của người biết đạo nó chỉ có nghĩa là mất thì giờ cho hoa lá bên đường, hoặc là ghé cho mình trên đường đi, mình ghé điểm shop mình đi, đi về Đà Lạt dọc đường thấy có mấy cái tiệm antique mo mình cũng ghé cho mình chơi, nhưng mà nó một chút thì mình đi. Còn cái dễ vui mà của người không biết đạo thì nó là cái sự bò mẫn mẫm của một người mù mà đi lạc đường, đã mù rồi mà còn đi lạc đường nữa. Lấy lạc đường là nó thấy là thiên thu là không tới rồi, còn thêm cú mù nữa, còn thêm cú bất hạnh nữa là ban đêm còn chết lớn nữa. Ban ngày mà mình đi lộn mình còn mò mò có người còn nhắc, còn ban đêm bản thân mù mà lại đi lạc, lại thêm robot tối mà thấy đường ta dắt mình đi. Đức Phật nó có những người mà thiếu phước duyên á, bản thân họ không tu học được nhưng họ có thể được người khác nhắc nhở. Nhưng có những người thiếu phước duyên nữa, bản thân không thể tu học và cũng không được người khác nhắc nhở. Ngày ví dụ trường hợp như ông Đề Bà Đạt Đa, khi mà ông bị đất rút rồi, ngày ngồi trong chùa này, trong kinh nói, ông nói với ông cô Kalika đệ tử, ông nói rằng cho thầy vào gặp Thế Tôn. Thì cô Kalika nói thì thầy tắm rửa chút xíu thì mới vô gặp, thì ông bệnh mấy ngày nay mà ông bước xuống hồ, khi bước xuống bị đất rút. Thì Đức Phật thì nghe ông vậy, ngày mà trước khi mà ông bị đất nó rút đi, không phải là có người kéo mà rút ra đất nó sụp giống như hiện tượng động đất vậy, người nó tụt xuống. Thì ông chấp tay, ông nói rằng con đã hiểu con phạm lỗi rồi, con xin cúng dường cái phần thể xác nào còn lại đến Thế Tôn. Rồi ông chết. Thì lúc đó Đức Phật ngày mới nói chư tăng rằng Đề Bà Đạt Đa hết cứu được rồi. Nó nói là có những người họ lọt xuống một cái hố phân mà họ còn ló lên được một chút gì để người khác không biết đường họ kéo. Còn có những người họ lọt xuống rồi họ không ló lên cái gì hết, để người ta không biết mình ở đâu để người ta kéo, và ta cũng có chỗ nào để người ta nắm người ta kéo. Thì mình dù có dễ vui lắm nhưng mà hãy nhớ nguyện một điều, mong cho đời đời kiếp kiếp không sinh ra, nếu mà có dễ vui xin được gặp bậc hiền trí nhắc nhở cho. Như Đức Phật á, không phải là ngày dễ vui, nhưng mà lúc mà ngày còn Bồ Tát tự nhiên đến cái duyên nó khiến ngày đầu đi dạo cửa thành, mà lúc vua cha nói rồi hoa héo bên đường là phải dẹp, lá vàng là phải quét, người già người bệnh là phải không cho xuất hiện bên đường cho Bồ Tát. Nói chung con đường mà Bồ Tát đi đó, người đi dạo bốn ngày mỗi ngày người đi hư ra một cửa đông tây nam bắc thành ra tiền la về, thì mỗi ngày vua cha cho dọn sạch cái con đường đó. Và trong 29 năm trời ở hoàng cung đó, Đức Bồ Tát chưa hề nhìn thấy một cái hoa héo hoặc là một sợi tóc bạc trên đầu một cô cung nữ. Cô nào mà cái cười mà có dấu chân chim là đã cho thì thôi, không có hiện tượng mà ho gà ho gió ho ban rồi sụ là không có. Trước mắt ngài nó là 29 năm, nó là cái gì cũng mơn mẩn thanh xuân cả. Thì khi mà ngài bước ra cửa thành như vậy nè, thì mấy vị trời, mấy vị chư thiên, mấy vị thiên nhân nó hiện ra cho thấy bốn cái cảnh, mỗi ngày cho thấy một cảnh, rồi khiến cho ông Chanh Ná tự nhiên mắc cái chứng gì bữa nói trôi chảy. Thấy người bệnh ngài quay qua hỏi tại sao người đó không giống ta với người. Thì Chanh Ná nói thì mà người nó không được khỏe nữa, ngài hỏi vậy mốt tay với người có vậy không. Cái Chanh Ná nói có thân nè, đứa nào không giống nào. Nghe ông nản rồi. Bữa sau gặp người già hỏi, cái ông cũng nói, ông nói giờ nếu đứa nào có mạng có sống thì phải già thôi. Rồi gặp cái lúc gặp người cái xác chết, ông Chanh Ná cũng nói như vậy. Tới lúc gặp người tu Chanh Ná chỉ thích ào ào. Trời đất ơi, thôi Bồ Tát nghe Bồ Tát nản mà. Nản đến cái mức mà vô trong vườn ngũ quyển ngồi không màng đến trời đất nữa. Các vị nghe vậy các vị biết 29 tuổi mà một người giàu sang mà lại có sức khỏe đầy đủ, có nghĩa là cái tinh thần người đó rất là good không. Nhưng mà sau khi thấy bốn cảnh đó xong, vô trong ngũ quyển ngồi tê tái. Lúc ở trong hoàng cung nó đưa cái tin vô trong ra ngoài cho mọi người biết, nó hoàng hậu vừa sanh thái tử
con trai đầu lòng. Con trai mà đầu lòng ở trên đời này có người cha nào mà không có xúc động. Ngàn nói áo hô qua ta rau luôn. Thêm một sợi dây trói buộc. Thì người quan hầu cận nghe như vậy rồi nói với vua Tịnh Tạng. Vua Tịnh Tạng cho người làm vua mà, nhưng mà vua nắm quyền. Thì vua nghe vậy cái vua nói rồi. Hồi xưa A Tư Đà nói ông lớn lên đi tu, bữa nay nghe nó có con trai, ông mới nói Arahulo, nghe là cái ông xác nhận con của ông là sợi dây con ổng. Vậy có nghĩa là ổng xác nhận là ổng bị cổng rồi, đúng không? Ổng nói thôi được, ta sẽ đặt một cái tên làm kỷ niệm là tên Rahula. Đó nghĩa là trói buộc. Ông không ngờ đó là do cái lời than của ngài. Để đặt tên trong cho thái tử xong thì ngài đi về trong hoàng cung nằm ngủ. Ban đêm thì ngài ngủ riêng một phòng, và Gia Du ngủ một phòng, bồng rau lá ngủ một phòng, rồi ngài ngủ một phòng. Mà chung quanh nó đàn cá xuống, nó chơi tới khuya, nó mệt, nó ngủ mấy cô cung nữ ngủ. Thì giấc khuya ngài nằm ngủ thao thức ngủ được, cuối cùng ngài đi. Ngài bỏ đêm ngài nghĩ là thôi thì tôi nhớ có câu là bỗng ngài nhớ lại ban trưa đã sanh thái tử mà chưa xem tường. Đứng ngay ở cửa phòng nhìn con với nhìn vợ lần cuối, ngài nguyện ta đi là đau lòng nhưng mà ta sẽ chỉ trở lại khi nào ta thành Phật. Ngài nghĩ xong ngài đi. Ra ngày kêu chanh ná đang ngủ ngoài chuồng mày ngoài mấy hiên á, có cái phòng riêng ngoài đó, nó đưa ta đi. Trong kinh nói con ngựa kiền trắc của Bồ Tát nó dài, cái chiều dài của nó là 18 cái này nè, 18 cái 18 cái khuỷu tay, 18 hắc tay. Nó dài, mình nó đen tuyền mà nó có một sợi, nó có một cái đường lông trắng từ trên đỉnh chạy xuống, nó là một con kỳ mã. Tức là nó hơn con ký, con tướng mã, nó giỏi lắm, mạnh lắm. Thì ngài nói ông xong thì hai thầy trò mới cởi ngựa đi. Đêm đó ngày băng qua ba quốc gia. Nói thì Việt Nam mình là giống như bụng đi qua Việt Miên Lào á, đi mạnh đi xa như vậy. Xong rồi chắc sáng mờ sương ngày xuống ngày kêu trên á, tháo hết mấy cái đồ cân đai áo mạo, đưa ngài đem về đưa phụ vương. Nói ta không có về nữa, khi nào ta về. Rồi ngài mới lấy cái gươm ngài cắt tóc. Ngài cắt tóc xong ngài mới thảy lên hay không, rồi nói nếu mà ta thành Phật á thì xin tóc đừng rớt xuống. Tâm ổng mạnh, mà các vị đừng ngạc nhiên tại sao cái chuyện đó nó lại có và tại sao tôi tin chuyện đó. Giữa thời đại nguyên tử người ta vẫn tin, bởi vì cái phước của mình ít quá cho nên mình không có tin. Các vị chưa nghe những bậc đại phước họ kể đâu. Tôi quen một đường khoảng 5-3 người mà họ kể là những chuyện khủng khiếp. Tức là họ nói chạy giặc bên Miên mà thời lên non, mà thời Pol Pot, thời 70 trước 75. Họ nói lạ lắm chứ. Người ta chạy, nó chạy, người chạy trước, đạn bơm, đạn nó bắn đằng sau mà lưỡi. Nó dùng nhà đi trước, người đi trước là nhà cháy sau lưng. Mà họ nói là con chạy tới đâu là nhà cháy tới đó. Tại vì giặc mà biết ngộ lắm. Cả trăm người như vậy mà riêng có mình con với chồng con. Hai chồng ngó nhau nói mình không có chết đâu em. Mà họ nói rằng cho đến bây giờ nó con cũng không biết rằng lúc đó cái gì mà nó làm cho hai chồng con tin như vậy. Còn chưa còn một người nó tôi giấu tên, bị người này ai cũng biết mà tôi phải giấu tên. Nó bắn qua nó mới nhảy xuống cái hố. Hú rác. Khi mà sau đó nghe một tiếng nổ rất là lớn ở cạnh mình, cái hố của mình, thì hai chồng nằm im chứ không dám lên. Thì lát sau nghe yên hết, nghe tiếng chân người, tiếng khóc, tiếng la, tiếng súng đó, im hết rồi đi lên. Nguyên cái vali của ai, nó vali bằng da lớn. Do tiếng nổ hồi nãy nó giọng nó rớt, cái vali nằm ngay trên cái miệng hố. Mở ra toàn là hộp soạn không. Nói chung là bất ngờ giống như là chú quả vậy đó. Chắc là do một cái điểm vàng đó. Tức là vàng thôi, với là hộp là người ta kể là cả mấy chén vậy đó. Tính là tính chén, hộp tròn mà tính chén chứ không còn tính viên nữa. Rồi vàng thôi đó là nguyên cái vali đầy như vậy. Rồi họ đi về, họ trở thành một đại gia của Sài Gòn mà tôi giấu tên người đó. Nghĩa là người đó gần như là ai ở trước thời 75 mà trên 10 tuổi đều biết người đó. Trên 10 tuổi đều biết cái người đó. Và người đó trở thành bậc đại gia trong giới thường là lái thương ở Sài Gòn, là từ cái chuyện mà đi chạy giặc. Họ có họ tin. Họ tin lạ lắm. Họ tin lạ lắm. Có nhiều khi mà người ta có phước, người ta có niềm tin. Như năm 75 có nhiều người họ đi biên qua đây họ kể. Họ nói đang ngồi ở nhà nghe nói dì cộng vô tới Ban Mai Thuộc rồi. Tỉnh bơ. Không có màng hết. Tới lúc người biết bao nhiêu bạn Mỹ nó gọi phone tới, bạn Việt gọi phone tới kêu đi. Không đi. Cuối cùng mà cận quá rồi đó. Tới ngày 28, 29 rồi đó. Thì hai chồng thôi bà tôi thấy chẳng yên mình đi. Rồi cái sách cái vali mà quần áo quần không có tiền bạc, cái vali đi lại nhà bạn rủ. Rồi cái rủ vậy ra thẳng bến tàu, rồi nó có tàu nó bỏ nữa đi ra liền. Mà coi cái chuyện nó giống như là người ta rủ đi ra lát dự lễ rồi. Thôi nay tôi đi, mai tôi đi với cô Hương, nay tôi hoặc mai tôi đi với cô Liên, mai bố tôi đi với cô Thủy. Tức là tôi không đi người này, tôi đi người khác. Và trong khi người ta đó là bán mạng. Ở Houston này có một người năm đó mới 16 tuổi thôi,
để có mặt xuống tàu đó, phải lấy một thằng Mỹ ngay, lấy khẩn cấp trong buổi trưa đó. Biết thằng Mỹ đó nó có cái khả năng nó giúp mình mua khỏi Sài Gòn chiều tây tới chiều mà không đi đó là kẹt. Cổ phải chấp nhận thì mà người mà suối của làm gì đó chính là ông già ruột của cổ. Già ruột cổ quen thân cái thằng bạn Mỹ, nói con đến con gặp ổng ở khách sạn nào bị ổng, ông giúp con được. Và ổng gạt lại, ổng gạt cái mắt, nói luôn nước mắt, đừng tiếc gì nghe con, ba chỉ cần muốn thấy lại con thôi, cái gì cũng được hết. Và người đó là một nhân vật cũng có tiếng ở đây. Nếu người đó nghe được cái cuốn băng này, người đó biết là tôi nói họ thôi. 16 tuổi. Có dễ sợ. Cho nên mà khi họ có phước thì họ không hay sao. Đi nam mơ nam mơ 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 rồi tự nhiên ra rồi đi tới. Cho nên tại sao tôi tin Đức Phật là vì tôi đọc sách Chánh Danh Nhân, tôi thấy được những cái thành tựu của nhân loại. Tôi thấy rằng những người mà họ cho mình máy bay để mình đi, những người họ làm máy bay, họ làm cho ra computer để mình xài, những người làm đồng hồ để mình đem, những người làm điện đốm để mình thắp sáng, những người đó thật ra họ cũng ăn cơm ăn cháo, họ cũng có cha mẹ sanh ra bú sữa như mình, chứ họ phải là họ là cái người bằng đồng bằng thép gì hết trơn. Nhưng mà tại sao khôn quá như vậy thì từ cái đó tôi suy ra tôi có tin của Đức Phật. Nhưng có điều có những chúng sanh nó có năng khiếu về tâm linh, rồi có những chúng sanh nó có năng khiếu về vật chất. Người ta nói rằng trong cái dòng chảy của văn minh nhân loại, Đông phương gần như là có một cái thiên chức là chịu trách nhiệm về tâm linh, và Tây phương cũng có trách nhiệm về vật chất. Cho nên các vị thấy khoảng thế kỷ thứ 15-17 bên Tây phương là nó có bắt đầu, nó đã nhóm lên những cái bước tiến rất là vững mạnh về khoa học. Ví dụ như ông Newton, hoặc là ông Galileo, hoặc là ông Max Planck, hoặc là ông Leonardo da Vinci. Thời đó thế kỷ 15-17 là người ta đã có những cái phát kiến về khoa học rồi. Galileo thời đó đâu có cái gì đâu, mẫu ngộ dám nói đó. Người ta nói trái đất là trung tâm vũ trụ, nó nổ, tất cả đều vận hành bên quanh mặt trời. Ông nghĩ rồi cái gì? Ông nhìn ông thấy cái gì? Ông đâu có cái kính viễn vọng Hubble như mình, giờ mình có, bây giờ mình có cái Hubble rồi, có ông làm gì có Hubble mà ông thấy. Mình phải nhìn nhận được cái trong nhân loại theo cái pháp vận hành mà bên trong kinh dịch triết học của Tây phương của Tàu á, ta nói là nó có âm có dương, trong nhân loại thì có nam có nữ. Nhưng mà mình phải nhìn nhận rằng nhân loại lúc nào nó cũng có chia đôi hết, cứ Đông phương Tây phương, và một bên chịu trách nhiệm về vật chất, bên chịu trách nhiệm tinh thần và tinh thần. Dân tình ca thản tạo thản mỗi người mà biết họ sẽ yên tâm thế nào cũng sống chắc chắn. Ở đây tôi không có phải là nói về chính trị trong lớp học, nhưng mà tôi biết, tôi nghĩ các vị hiểu là có những cái chủ nghĩa, có những chính sách mà nó đi đến một mức độ mà nó over rồi, nó quá độ rồi, tự động nó, nếu nó không có sụp một cái rẹt như ông Diệm thì nó cũng sụp bằng cách là nó bị phân hóa nội bộ, tức là anh em nó sâu xé nhau. Ông Đỗ Một Đời Nhà Đường, ông có viết một cái bài luận về gọi là Phú Cung A Phòng mà tôi rất thích mấy câu cuối. Than hồi người kẻ diệt nước Tần của Tần Thủy Hoàng không phải là Lục Quốc. Ở đó Lục Quốc là 6 nước Yên, Tấn, Hàn, Sở, Triệu, nó ghét Tần Thủy Hoàng, nó ghét, nhưng mà nó không đánh được nước Tần. Kinh Kha qua giết Tần Thủy Hoàng được, mà nước Tần cũng không làm được gì Lục Quốc, chỉ ăn hiếp thôi chứ không làm được. Kẻ diệt nước Tần không phải là Lục Quốc, mà kẻ diệt Lục Quốc không phải nước Tần, mà kẻ diệt nước Tần chính là nước Tần, kẻ diệt Lục Quốc chính là Lục Quốc. Cái câu tôi rất là thích. Ở trong con người lúc nào nó cũng mang hai cái nguồn năng lượng, một cái nguồn năng lượng protect và một cái nguồn năng lượng destroy. Người lúc nào cũng có một cái đó, là self destroy và self protect. Mình đi về hướng ác là tự động mình đưa mình xuống hố chết, mình đi về hướng thiện làm tự nhiên mình bị bọc lại. Cho nên đối với Phật pháp, cái vấn đề thiện ác nó không phải là vấn đề đạo đức nữa, mà nó là một vấn đề rất là khoa học. Chứ mình đừng có nói tại ông Phật ra đời ông nói ông cấm mình sát sanh đậm cấp, chứ người ta sát sanh đậm cấp mà đâu có chết, yên tâm. Cái đó không phải là lời Phật. Phật chỉ nhắc là cho biết thôi. Giống như 2 với 2 là 4, dù các nhà khoa học có ra đời không ra đời thì 2 với 2 nó vẫn là 4. Thì người ta ra đời, người ta nhắc cho mình biết cái chuyện đó thôi. Chứ còn cái chuyện nó muôn đời, nguyên tắc đó là nguyên tắc là như vậy rồi. Tức là dù hôm nay mình không có chế được máy bay, thì những cái nguyên tắc về năng lượng, về động lực, những cái nguyên tắc về vật lý vẫn là chừng đó thôi. Chứ nó không phải là do bữa nay người ta chế được máy bay, nghĩa là hồi xưa những nguyên tắc nó không có. Ngày xưa cách đây 8 triệu năm về trước, nếu nhân loại trên trái đất này biết nghĩ ra được những nguyên tắc đó, biết áp dụng những nguyên tắc đó, vẫn có thể có máy bay để đi. Tôi tin Đức Phật á. Tôi tin Đức Phật, phải nói tôi tin bằng cái máu xương của tôi, bằng tôi nhìn cách tôi nhìn ngắm lại cuộc đời sống. Chứ phải tôi tin ngày là do nhỏ ở chùa đến nên thấm rồi. Nếu sau này
câu nói đầu tiên ấy, tôi xuống trở lại Việt Nam, phi trường Tân Sơn Nhất đó, thì tôi sẽ học được gì sau mấy năm xíu nữa? Tôi sẽ nói trong mấy năm xíu nữa tôi sẽ học được hai chuyện. Thứ nhất, tôi không thấy nào có một ông đạo sư nào khác hơn Đức Phật. Vậy câu trả lời thứ hai đó là cái gì người nói cũng đúng đấy. Nó còn ngày rất là trẻ con, như Việt Nam nó là như vậy, nó giống gì cũng đúng đấy. Nó đau khổ chính là hạnh phúc, hạnh phúc chính là đau khổ, hai cái đó nó chính là một. Mình không hiểu mà thật ra khi mà tôi mua được một món đồ rẻ tiền thì có nghĩa là có người bán lỡ một món đồ. Hạnh phúc người này là nó đau khổ người kia, và ở mình nghĩ người giàu họ không có đau khổ, thật ra người giàu nó có đau khổ của người giàu. Tôi vừa trải qua vì sự tôn nghiêm cá nhân, tôi không cho các vị biết đích xác thời gian, tôi không đi lạc đề đâu, tôi đang giải bài tâm địa. Vì sự tôn nghiêm của tôi nên tôi không thể nào tôi nói đích xác thời gian của sự kiện xảy ra, nhưng mà tôi nói các vị rồi, lúc trong đời của mình không được sự chăm sóc của ai hết, không ai chú ý đến mình, mình có cái khổ quạnh hiu. Nhưng mà khi trong đời mình có một vài người mà họ đối xử tốt với mình thì lúc đó mình có cái khổ của hệ lụy. Một người con gái quá xấu đến mức mà trong làng và trong phố ngoài tỉnh không có người đàn ông nào chịu dòm ngõ hết, cô ta sẽ mang cái khổ là ở da. Nhưng mà khi mà cô ta có năm bảy cuộc tình là mắc một cái khổ coi chừng có chủ quan mà không thằng nào chịu nhận. Và tôi không biết cái khổ đó với cái khổ mà ở giá khổ nào lớn khổ nào, tôi chưa dám nói. Tôi thấy mấy cô chọn có chữ quen, có thể thằng đà bà nó phải có chữ quen. Chứ còn riêng tôi thì tôi nói thật là tôi chẳng thà đối giá. Không, phải hiểu không? Cho nên là rất là thấm thiết đó. Nên là nghĩ nếu mà hôm nay mà tôi... Nếu mà hôm nay tôi có giấy vui gì thì tôi cũng cảm giác rằng cái giấy vui tôi giống như tôi đi tôi trên đường mà tôi mê chơi. Tôi nhớ hồi nhỏ mà tôi ở Việt Nam, ở trên đường đi học á, mấy đứa nít đi học mình nhìn cái liền, người ta cặp cái sách chân đi đá mấy cái cục trên đường đá tiền và cái lon đá lon cặp gì đó đấy, ở đó đi học chung nít trong làng tôi biết đó, đố cái gì trên đường mà trong chân nó mà nó đá là bữa nó bị sốt á, gặp lon đá lon có bị biết thấy cái đó không? Rồi gặp thung lụm thung mà từ nhà nó lên trường với một cây số nó đi phải là 2 tiếng đồng hồ, nó biết làm cái gì, còn tan trường là 5 giờ chiều gì 7 giờ mới thấy mặt nó mòi vậy. Mình nó thì thôi đất không, loại ruộng bắt ổ chim hái trộm trái cây giường người ta có cây số mà đi mấy tiếng đồng hồ về, nó lo đọc lên đọc đằng buổi sáng cũng đi 2 tiếng nữa. Mà làm vô mình là như vậy. Nếu mà mình biết Phật pháp thì mình sẽ là một đứa bé ham chơi nhưng vẫn biết đường về nhà. Còn nếu mà mình không biết Phật pháp, bữa đưa đám tang cô Thu Hồng em không tấn về xin nắng câu tôi giúp mình chưa nhé, thiệt tình một cái bất hạnh lớn nhất trên cuộc đời này nó sinh ra mà biết Phật pháp thiệt. Thế nhưng tôi khổ quá đó, tôi chỉ nghĩ là qua thời gian cái gì cũng vô thường, kể cả nỗi buồn này. Cuối cùng mà tôi biết, có người biết tôi có, cách đây không lâu tôi bị một nỗi đau, tôi phải xài chữ xé lòng. Tôi nói cái chữ đó hoàn toàn chính xác, không có sai. Tôi phải xài chữ xé lòng. Tôi là lấy dao lam mà rập ra lòng bằng tay rồi đổ giấm là nó như thế nào thì trong lòng của mình nó giống như vậy. Xé lòng. Nhưng lúc cuối cùng tôi phải tự cứu thôi. Tôi nghĩ bảo đảm với nhà mi, tôi nói với tôi nó bảo đảm với mày, nhà mi là bảo đảm như một tuần lễ là mất. Hồi đó người ta chửi Đức Phật, ta đứng trước cái chùa người ta chửi, có chùa tăng chưa ăn nóng ruột. Đây Phật nói 7 ngày rủ mỗi miệng thiệt. Sáng cái đám đông nó chửi rồi nó buồn ngủ nó về ngủ hết trơn. Cái buồn nào cũng có vô thương, còn vui phải không? Tuần tăng mật nào tôi cũng phải qua, tôi dám thề như vậy. Tuần tăng mật nó cũng qua. Hôm nay mình học bài tâm địa hỷ, Đức Phật nói rằng đời sống nó vốn dĩ chỉ là những phiêu linh thôi, chỉ là phiêu linh thôi. Tôi cứ mong tôi có một lời nguyện. Đời tư tôi có ra sao mà tôi mong tâm hoàng quay lực tâm bảo hộ trì tôi được của chiếc mình. Đó là tôi phải thổi vào người khác những cái sinh lực. Cho nên nhiều khi nếu quý vị có giả vờ hay không, nhưng mà tôi nhìn mấy cái mặt lúc tôi giảng tôi rất là vui. Thấy các vị có vẻ enjoy khi mà đón nhận. Không enjoy đâu con. Chứ còn phải nói là chứ các vị biết mấy cái này đó là rất là khó nuốt. Mà xưa tôi học tôi sợ lắm. Tôi sợ đến mức mỗi tôi nghe kiện á, ruột thắt lại. Tôi hiếu học lắm mà tôi rất là sợ. Mà không học cũng được, để đến chùa mà. Bây giờ tôi đi rồi tôi mới nhớ là tôi cảm ơn những ngày tháng đó. Còn mỗi lần làm bài kiểm, siêu huynh làm bài test, biết siêu huynh thưởng nhiều. Trên đời không ai biết, không ai tin hết. Thời đó cái viết nguyên tử, bút bi nó hiếm. Nhờ mấy cô nguyên tử mà bán tập quá đó. Mua 2 cây, với cuốn tập mà hình 3 con nai. Đó là phần thưởng hạng nhất. Còn hạng nhì là 1 cây ra, 1 cây dưới cuốn tập.
khoảng 3 đó có cũng đọc luôn, mà cứ nửa tháng hoặc là tháng, không nửa tháng, nửa tháng làm kiểm lần, mà gối ba gối lên đó, mình cũng chết luôn. Cái bà Phật tử mà bà đem lại cho siêu nó, bà cũng mong mỏi bà lấy lại được cái đó nữa, có hiểu không? Giống như cô bán rosary, cô đem ba cái lon lon khóc lên để cho siêu trì làm phần thưởng, nhưng mà lúc mà cô vô lớp rồi cô cũng mong là cô được siêu trì thưởng cái lon đó, cái lon đó mình cho, nhưng mà lúc mình vô lớp rồi đó là mình lại mong rằng lấy được cái lon đó, buồn buồn ra mặt đó cô. Gặp môn siêu tôn trọng mà tôn trọng, nhưng mà vô lớp mà thi thua mình một điểm là ra là trợ muốn trở mặt của mình liền, buồn mình như vậy đó. Nó dễ sợ nhưng nó... mà những ngày tháng đó tôi nó bằng vàng, bằng vàng mới vì hồi đó được cái là mình tốt lắm, đỡ giống như trăng như trắng, giống như nhượng như nhau, nó rất là đặc biệt. Mà nó qua rồi thì thôi, mà các vị hãy nguyện một chuyện, nó đời cho chúng ta có cơ hội Phật pháp ngay lúc tâm hồn còn màu trắng. Nhưng mà giới thiệu nó bằng giấy chứ đừng bằng plastic. Có một số người họ giống như plastic vậy, không có đạo, không có cộng sản, không có tư bản, không có Chúa, không có Phật, không có cao đại, không có quả áo, đạo hội, đạo ấn vậy. Nhưng mà nó quá lắm á. Nhà người chết thì gia đình kêu thôi đi chùa, thì nó dồn đi chùa rồi. Mà nếu mình vợ chết mà vợ đạo Chúa thì nó đi qua nhà thờ, họ giống như cũng họ đúng là cúng theo chùa gió đó, ngộ họ người sống có chủ kiến. Hoặc là họ có một lý luận rất là mắc cười, đó là đạo nào cũng tốt, đường nào cũng về La Mã. Nhưng mà nếu nói như vậy đó thì không phải tôi nói để tôi kêu gọi sự chia rẽ, nhưng mà mình học phải học cho tới nơi. Chứ nếu nói như vậy đó thì mắc gì nói vậy, thì không lẽ mấy ông linh mục ngu gì mà ông lại bỏ đạo Phật, tôi dồn chúng lại cục đi. Có ai xin lỗi ai dám nói hòa thượng mình hoặc hòa thượng Nhất Hạnh dốt đâu, mà tại sao mà mấy vị không chịu qua bên Chúa ở bên đi, mà phải đi tu Phật? Rồi có ai dám nói Đức Cha Nguyễn Thượng dốt đâu, mà tại sao không chịu qua bên đây đi? Nói chung là những ổn trí tuệ không đó, mà tại sao? Vì Đức Phật nói rằng chúng sanh giới nào theo giới nó, căn cơ thích nào đó. Người thích màu tím thì đi kiếm màu tím, người thích màu hồng thì kiếm màu hồng, chứ còn mình không thể nói ô xì màu nào như màu nấy, nói gì mà được, nói gì là làm sao Mỹ ta bán hàng được. Cái quảng cáo là gì? Quảng cáo là nó đập vào cái thị hiếu của mình. Mà cứ vô hoàm, vô tới hiên, mà vô tới nhà nè. Chúng ta học về pháp câu hành nghỉ, ngài Đức Phật này nói rằng cái gọi là chúng sanh, ở mấy ta tam đề trước thì ngài nói rằng cái gọi là chúng sanh á, hoặc là cái gọi là cuộc đời đó, nó chỉ gồm là thiện, bất thiện hoặc là vô ký. Rồi có lúc có người nói cái gọi là chúng sanh á, nó chỉ gồm là tầm tứ hoặc là vô tầm vô tứ. Nhưng bữa nay thì ngài nói rằng cái gọi là chúng sanh á thì nó chỉ gồm có ba trường hợp thôi. Một là lúc này ngài không còn kêu người nữa, mà ngài kêu là tất cả pháp, những cái pháp câu hành hỷ, những pháp câu hành lạc và những pháp câu hành xả. Trong đời sống của mình á, từ lúc mình lọt lòng mẹ đến lúc mình tắt thở, mình vào quan tài vô trong vĩnh phước mình nằm thì sao? Thì chỉ có ba cái này thôi, ba cái này nó ráp nha, làm cho cuộc đời mình không có thể nào ra khỏi cái này hết. Buồn, vui, dưỡng dừng. Rồi hết dưỡng dừng nó qua tới buồn, vui, dưỡng dừng, dưỡng dừng, buồn, vui. Còn hả, người mà tu nhiều đời trước mà tu tập nhiều á thì bây giờ cái giai đoạn vui nó hơi dài, hiểu không? Nhưng ví dụ như là ông Bill Gates hoặc là Elizabeth Taylor hoặc là Brigitte Bardot hay là Sophia Loren hoặc là Claudia Schiffer hoặc là ông James Bond đóng 007, vân vân, những người họ giàu có, họ danh tiếng vậy, thì cái thời gian mà cái giai đoạn hạnh phúc nó hơi dài. Còn mấy người mà đau khổ như mấy cái dân mà Phi Châu, mà Ethiopia, Somalia, Việt Nam ống nói thì giai đoạn khổ nó dài. Mà thật ra nó cũng vẫn là một cái sự rắp nối thôi. Hả, nói một cách khác, cái đời sống của chúng sanh mà có tu á, nó giống như một đoàn tàu lửa mà mới. Các vị có đi xe lửa của Thụy Sĩ, các vị mê trong cái nội thất, tức là trong cái lồng của xe lửa Thụy Sĩ nó đẹp, nó sang như máy bay vậy đó. Còn mấy các vị đi xe lửa của Việt Nam, nhất là Việt Nam có hai loại tàu thống nhất khác, một cái thứ tàu chợ. Trời đất ơi, người mình với mấy cái cần xé trái cây với gà vịt cá mắm khô, tôi nói nó trộn hầm ba lăng nó đóng không ơi, hiểu không? Mà nó ở ngoài nó xé nó cũng xì, mà cái tiếng kẹn nó thì cũng buồn. Còn cái thằng mà tàu thống nhất mình một ít tổ thôi kiên, nghe nó hùng á, những đoàn quân lên đường, đoàn quân chúng ta cùng xung gọi là được quân đi lên đường cướp nước. Còn mà mấy cái tàu kia nó đã xấu rồi, mà cái kẹn nó bị xét nữa, mà gặp thằng cha lái chắc cũng già, chắc bấm cái kèn về thòn thì lương cái kèn nắm mai. Cái nào nó cũng là từng cái ráp nối thôi, phải không? Nhưng mà cái thằng kia nó là cái đẹp này nó ráp nối với cái đẹp kia, còn cái thằng mà nó xấu thì cũng là từng cái ráp nối thôi. Nhưng mà ở tuổi thì cái lần đầu tiên tôi ở Thụy Sĩ, tôi giật mình một chuyện, tôi đâu có biết rằng cái toilet của Thụy Sĩ là mình đi lọt dưới đường đâu.
ở trong cái restroom của xe lửa thì chỉ là ly là lọt dưới đường á. À, nó không có đựng, nó không có chỗ chứa lên đường ray á, đi là lọt dưới đường. Việt Nam cũng vậy thôi, đâu ai biết, không ai tính hết á. Chỉ có máy bay là nó không dám cho rớt thôi. Chưa không phải đúng là nó cũng kêu rớt vậy, nó sợ trúng gia đình nữa. Trời đất. Cái lọt đường rồi sao? Đi dài 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 dài. Nghĩ sao? Đi nó lọt đi ra giờ cái bác bị lụm. Là cái bác tôi bảo tôi hốt à. Cái kiểu của tay của tôi nó dài thô mà nhằn khe như nó làm sao mà tôi giác nổi. Bây giờ này nè, ngày mình ở đó đó, nó đẹp. Nếu mình là người tu nhiều phước báo, đời sống nó chỉ là một sự rắp nối. Buồn vui cũng là rắp nối, mà rắp nối như của những cái vui thì đẹp, còn cái nó rắp buồn. Mà tại sao mình gõ là bởi vì sao? Vì mình là một người lá trôi rồi mà người còn đứng chân cầu ngó. Ngày đêm qua tôi có nói một câu tôi rất là thích, mà tối nó cũng gọi là cũng chửi tôi. Khi mà mình có diễn buồn á, thế nhưng giờ tôi bây giờ tôi lấy cái tay tôi đấm lên lên người con một cái cũng đau, mà chỉ một lần đau. Mà nếu tối tôi về tôi nhớ là gì tôi sẽ đánh mình trước mặt người ta, mỗi lần cũng nhớ vậy, coi như bị đánh thêm lần nữa. Mà tại sao chúng sanh khổ là vì chúng sanh nước lá đã theo nước trôi nhưng mà người còn đứng bên cầu ngó. Khi mà nếu mình tu thì mình giảm bớt. Bởi trên nên có nhiều vị mà đến hỏi Đức Phật ngày qua không được uống. Có người hỏi Đức Phật thế nào là cái nội dung giáo lý này, người nói một bài kệ mà bài kệ tôi mê, tôi thuộc lòng mà chuyển phản. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gỗ nhất dạ hiền và yên an tĩnh trầm lặng. Nhất dạ hiền là cái bậc hiền giả một đêm thôi, chỉ một đêm là đã, nếu mà sống trọn thì là một đêm đã xứng đáng. Đọc lẹ quá. Không có bị ghi bằng. Quá khứ, nếu mà biết tranh thì tôi đọc không nha. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Chắc không kịp đâu. Rồi đợi hết giờ rồi. Tương lai không vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm đến ngày còn mệt mỏi. Trong kinh tạng có nghe mấy bài tôi đọc tôi thích lắm. Như có một bài mà có một ông Chiêu Hiên, ông đổ một ông tiên mà ông bị thất tình. Ông viết một bài hát thất tình, ông xuống hậu Đức Phật. Lúc ngày thành đạo, ngày 35 tuổi, gốc Bồ Đề, ông hát ngày nghe mà ngày không hỏi, ngày dưới lắng nghe. Mấy năm sau ông xuống gặp ngàn lần nữa, ông khải đại ngày nghe, ông hát ngày nghe đó. Nói bài hát ở đâu vậy? Cái dạ, con thương một nàng tiên, nàng không thương con, cũng làm lại bài hát. Ngài nói rất là lạ, rất là đặc biệt. Bởi vì đây là một bài hát mà có chứa cả hai nội dung giải thoát và luân hồi. Trong đó có mấy câu tôi nhớ. Nàng tên là Suryavachasa. Ông nói, ôi Suryavachasa, tình lãnh lễ phụ thân nàng đã sanh nàng vẹn toàn. Ông nói, ta cảm ơn bố của nàng đã sanh nàng tuyệt vời mà. Như thích tử thiền tu, thích tử là mấy ông sa môn á, như thích tử thiền tu, tâm cầu đạo giải thoát. Cũng vậy, ta cầu nàng. Ông tha thiết nói, cái vị sa môn mà tu trong rừng, tha thiết với Niết Bàn bao nhiêu, thì ta tha thiết với nàng. Thì Đức Phật nói, quá là tuyệt vời, một khúc hát mà chứa cả hai nội dung luân hồi và giải thoát. Tôi cãi lắm, có lúc tôi thực lòng thì tôi quên, tôi nhớ như nữa. Như thích tử thiền tư, tầm cầu đã giải thoát, cũng vậy ta cầu nàng. Ôi, siêu quá chết xa, ta đánh lễ vụ thân nàng, ta sánh nàng vẹn toàn. Đấy là dễ thương. Đâu, ông đắc tôi đùa. Sau khi mà ở hát nghe, nghe xong, nghe hỏi, người học ở đâu được bài hát này? Nó dạ, vì con thất tình, con mới làm bài hát này. Cái người nói cho ông nghe, cái gì cũng là vô thường, kể cả buồn vui. Ông nghe xong đắc tôi đùa. Cảm thấy đúng ra mấy chục năm trước, dưới gốc Bồ Đề khi Thế Tôn mới thành đạo. Con đã hát ngày nghe mà lúc đó ngày không có hội. Bây giờ ngày mới chịu hội. Thì Đức Đức Thích có mặt ở đó. Đức Thích nghe câu chuyện xong Đức Thích nói, được rồi, để ta lên ta nói với nàng tiên đó. Thì Đức Thích là chủ hôn để ăn. Cho nên ổng vừa đắc được sơ quả, mà được vợ đẹp nha. Thì cái tu có hứa là được lung tung. Rồi hải xui bị lung tung. Thì cái gọi là chúng sanh nó chỉ gần có ba thứ thôi. Tất cả pháp câu hành hỷ, rồi tất cả pháp câu hành lạc. Tức là có những lúc chúng ta đời sống chúng ta nó là hỷ, có những lúc chúng ta sống bằng lạc, và có những lúc chúng ta sống bằng xả. Thì thế nào là những pháp câu hành hỷ, tức là những cái danh pháp nào mà nó đi chung với hỷ đây? Để bây giờ mình mới ngó vô bài. Hỷ ở đây chính là, bây giờ bạn yêu đâu của hỷ, ngó ra nhé.
đi học quên cái đó rồi kìa. Bây giờ ngó màu nằm bên này, bốn tâm tham thọ hỷ nhé, quan sát thọ hỷ nhé, sinh tiếu. Tôi còn muốn lớp phải nhớ Pali nữa, như bốn tâm tham thọ hỷ là gì, là so manas sa sa ca tăng lu và chữ tạch. Quan sát thọ hỷ là gì, là san là so manas sa sa ca tăng san ti ra năng, sinh tiếu là ha si tấp ba đăng, tức là cái tâm cười của vị la hán. Các ngài có hai cái tranh cãi, có vị thì nói rằng Đức Phật các ngài cũng có thể cường tâm sinh tiếu, nhưng có những vị nói rằng Đức Phật không có cường tâm sinh tiếu, Đức Phật cường bằng bốn tâm tố, tâm đại tố thọ hỷ hợp trí, là bởi không hai tâm đại tố thọ hỷ hợp trí, là bởi vì Đức Phật ngài không bao giờ ngài cười vô cớ như chư vị A La Hán. Chư vị A La Hán có thể cười vô cớ, nhưng nhìn thấy cái gì ngộ ngộ cái ngài cười, còn Đức Phật thì không. Đức Phật mà ngài cười là có chuyện, ngài cười là có chuyện thiên nhiên kỳ vua thiện giác mà chặn đường ngài. Ngày đang đi bác ổng cho người lấy đồ chặn đường, là cái ngày mỉm cười. Ngày đang Bạch Thế Tôn, lý do gì Thế Tôn cười? Đức Phật nói rằng hôm nay thiện giác cản đường ta, bảy người nữa thiện giác bị đất rút. Ổng nghe ổng quản, ổng lên lầu ổng dặn mấy lực sĩ, mới khi nào thấy ta vô ý mà bước xuống bọc dục lên, mà do cái nghiệm nó khiến mà. Đức Phật nói là cho dù bay vút lên trời, cho dù đáy biển trốn đời được đâu, cho dù núi thẳm hăng sâu không nơi nào thoát quả sầu đã gieo, không trốn được. Thì đến ngày thứ bảy đó, con ngựa ông có một con ngựa dữ lắm, ngựa đó ngày xưa đó, ngựa ô mà nó to, nó mạnh lắm, mà nó đẹp đó, ông cưng lắm. Mà trong cả cái xứ đó, nó chỉ có hai người trị được nó, đó là Thái tử Sĩ Đạt Ta và ổng. Bây giờ Thái tử giờ thì mình không kể nữa rồi, đi tiên xuất gia thành Phật rồi, còn mình ổng. Mà con này nó có nhảy bừa ra đường, bây giờ mà người ta bắn nó chết á thì ổn ngựa, mà không bắn thì nó đạp chết người, thì dân chúng nó la quá. Thì cái bản năng của một người chủ mà cũng lao xuống, mà do cái nghiệp nó khiến cái thằng lực sĩ ở lầu 7 chụp ổng dục xuống lầu 6, thằng lầu 6 nó chụp ổng dục xuống lầu 5. Cuối cùng ổng xuống tới thằng lầu đứng lúc chết. Rồi một lần nữa Đức Phật có Chư Tăng đi ngang một cánh rừng thì gặp một con chim, nó gặp ngài là nó tiếng Việt kia có đó cái gì, thay vì nó bay ngang nó bay luôn, và đằng này nó lơ lửng hai tay, nó chập nó vỗ nó đứng yên chỗ mà nó vỗ như vậy. Thì ngài mỉm cười, thì ngày anh em hỏi Thế Tôn về lý do nào, nó bị ác nghiệp, nó phải sinh làm chim, nó chiếm thời gian sau nó trở thành vị Phật tổng giác. Nó nhìn thấy Như Lai nó thương, nó show up vậy đó. Ngày cười là có chuyện. Một lần nữa, bà Gotami lúc trên đi xuất gia bà thương Phật lắm, là vì ruột mà với cho ngài bú mớm mà bé bà, ngài có đủ khác để mà bà thương. Bà bảo là hoàng thái hậu vậy đó, mà đi về chính tay nó trồng nguyên một cái khu vườn bông vải, rồi lấy vải nó dệt rồi làm y giống như ngài, nhuộm chính cái chung cái gì cũng bà làm hết, bà vô yêu dân như ngài. Ngài không nhận, ngài nói hãy dân nghe Chư Tăng đi, ngài nói để là sang khê đinh nê âm hê đinh nê pi, khi mà tăng không có sang khê đinh nê thì an đinh nằm pi, khi nào mà tăng chúng được cúng dường điều đó cũng nghĩa là ta được cúng dường. Thì bà nghe vậy cái bà đi qua bây giờ ngài sẽ là Phật, nghĩa thôi số một được qua số hai, mà ngài sẽ là Phật và mấy chục vị đại tử ai cũng từ chối. Cuối cùng có ông nhỏ xíu mới tu, ông nói nhỏ xíu mà thật là tăng tỳ kheo, thì lỡ rồi, lỡ trớn, ai cũng từ chối mà bây giờ ông đó mặt nó buồn lắm, anh trời đất công cái bây giờ đừng có nói dệt giải nọ, mình công mình bỏ xuống đau thao, mình mua một cái món bánh lọc cái gì mình lên mình dưng cho bà tượng, ai ngồi đánh bà tượng nó thôi, để ngoài nhà giác nguyên thì bị sốc. Ở đây thì tôi để con trai bữa tôi đang ăn nói chừng tôi bỏ là vì sao, vì tôi hiểu ra rồi họ không vui thấy mình ăn đâu, cho nên là thôi thà tôi đi về phòng lát sau tôi qua tôi lục cháo tôi ăn nhiều lần lắm. Thì bà buồn quá đi, thì lúc Đức Phật ngài mới nói, ngài mới nói ngài ăn lấy cái bát coi như là ra bát thực á, ngài ăn lấy cái bát ra đưa dân cho Đức Phật cầm cái bát ngài suy nghĩ nha, ngài chú nguyện trừ Achita ra không ai tìm thấy cái bát này hết, ngài nguyện như sao còn thấy không mất tiêu. Rồi ngài mới nói Chư Tăng các vị đi tìm bát cho ngài. Thì ngài một người liên ngài xin đi tìm, ngài một người liên không cách gì tìm cả. Tới ngày Anuruddha, trong kinh ngày Anuruddha trong một bốn tay ngài có thể nhìn thấy 1000 cái galaxy, 1000 cái system of galaxy, 1000 cái những cái vũ trụ, một nháy mắt ngài có thể nhìn thấy, mà cái bác thấy không ạ? Thì đến trong tăng chúng không ai tìm ra, cuối cùng Đức cái mấy vị kia mới kêu nó Chư Tăng, con giờ gọi mình sư, con không quê, thấy ngài có viên liên không, thấy ngã Anuruddha không?
thôi. Cái điều Phật này, cái này kia tu là tâm thành. Thế tôi ở đây mà tâm thành hơn thần thông. Cảm nghĩ bụng, ông chấp ta là ông nguyện. Tôi xuất gia đây không phải là vì danh vì lợi, mà tôi xuất gia vì cần cầu quả vị vô thượng chánh đẳng giác như Thế Tôn. Nếu mà cái lời chân thật này của tôi mà nó sự thật, nó là như vậy, không gian dối, và sau này tôi sẽ thành một đức Phật á, xin như các bác của ngài nằm tay của tôi, xin dùng nguyện cho các bác Phật nằm tay không? Đức Phật ngài lúc ngài mỉm cười, ngài mỉm cười, ngài đang hỏi vì sao Thế Tôn cười. Đức Phật nói rằng ta niết bàn, thời gian nữa ta niết bàn, giáp pháp ta mất đi, rồi chúng sanh từ 100 tuổi sẽ xuống còn 10 tuổi, rồi từ 10 tuổi nó họ sẽ từ từ họ tu hành, từ từ họ lên đấy vô số tuổi, rồi từ vô số tuổi là nó tụ xuống đến 80, tức là 80 ngàn tuổi, thì lúc đó chư tá này sẽ trở thành Đức Phật Di Lạc, là cái người mà thành Phật sau ta. Và Gautami thôi thì và quá chừng có đất mà bò cái vô mặt ông mà đánh lệ cái vô mà khoai dưới ba phải chứ nghe người mà tôi kể là mà lần nào trăm lần nhưng mà tôi kể từ kể từ từ nước mắt luôn ra là tôi có cái tôi kể đó tôi rất là thích thì bà nghe này bà chịu quá, rồi bà đi về, bà dàn xếp về nhà, bà đi tu luôn. Thì cái ác chí tá đó chính là vị Đức Phật tương lai thế này. Thì trong những trường hợp đặc biệt, những cái duyên sự như vậy, Đức Phật cười. Đức Phật cười. Cho nên thấy ngày cười để mình không biết mình sẽ bị đất rút rồi, sắp lần thật. À không, ngày cười để cho ngài A Nan có cớ để hỏi. Chém lấy ngày sau A Nan ngài hỏi đi. Nên Đức Phật rồi. Và cho nên chư Phật có những cái mà cái thái độ mà những người trí mới hiểu. Ví dụ như chư Phật thỉnh ngài cái gì mà ngài thấy không được, ngài nói. Thế như là gia đình của ngài Siva Lý đó, bà mẹ ngài mà Siva Lý rồi giảng này đi hồi qua sáng mang thai ngày 7 năm 7 tháng, lúc chuyển dạ rặn ra tới gần bên ngoài rồi 7 ngày nó mới ra được. Thì lúc đó khi mà ngày lúc ông chồng ông thương quá mới vô gặp Phật, ông nói trời sao mà tội nghiệp quá, cũng thương quá. Thì Đức Phật ở chùa đó, Phật mới Đức Phật nói thế này: thôi xích tối qua xa hãy được an lạc, mẹ tròn con vương đi. Đức Phật vừa nói câu như vậy thì ở nhà mà điều trong khi bác hỏi vô ta 7 ngày không chịu ra, là chỉ nói một câu vậy. Thì gia đình mới mừng quá, mới vô bà Thế Tôn cũng xin thỉnh ngày biết chưa đăng bình trai tăng 7 ngày. Phật từ chối. Cái nào mà ngày, cái gì mà ngày từ chối ngày thấy không được là ngày nói ra, còn cái nào ngày nhận lời nghiêm ra ngày không nói. Chư Phật là như vậy. Ví dụ như bạch Thế Tôn ngày mai tỉnh ngày đến nhà con ăn cơm ngày im lặng thì biết là ngày ok, còn ngày nói ngày mai là không được. Như gia đình của bà Sukhavasa, mẹ của ngài Siva Lý đó, khi thỉnh ngài, ngài nói được ngày mai này có học trò của một Huyền Liên thỉnh Như Lai rồi. Cái gia đình đó có cách nào mình không nghĩ được, nghe Đức Phật nói hãy đến nói một Huyền Liên. Thì nói ngài một Huyền Liên, ngài nói ta không có quyền, bởi vì Thế Tôn đã nhận lời với Thí Chủ rồi, nhưng mà để ta đến, ta vì ngươi ta đến, ta thương lượng. Thì ngài đến ngài nói ông người học trò, ngài nói ngày mai như vậy đó, người ta 7 năm 7 tháng là bị vậy, người ta thoát đại nạn là mừng quá, nên thỉnh Phật cái chư tăng vậy cho người, rồi con thấy làm sao. Cái ông nói thì con thiệt tình đó, con Đức Thế Tôn và sư phụ nói gì con cũng nghe hết trơn đó, nhưng mà con chỉ sợ có ba chuyện thôi. Thứ nhất là con không biết con có sống nổi hết 7 ngày này, hết 7 ngày con hỏi con còn sống để con làm phước hay không. Thứ hai là gia tài con trong 7 ngày đó nó bị tự nhiên nó mất dịch mất gió hay gì, nó mất cha hay sao, cháy nhà. Cái thứ ba nữa là sợ lúc con đổi ý con không còn đức tin cho tam bảo. Thì ngày Bục Liên ngày dùng thần thông ngày quán xét thế rồi. Trong ba điều đó ta bảo đảm với ngươi được hai điều. Thứ nhất, ta bảo đảm với ngươi rằng ngươi sống 100 năm chứ không thèm qua khỏi nữa. Thứ hai, gia tài của ngươi là khẩm tăng thì thôi chứ không phải giảm. Còn cái thứ ba là niềm tin, ta thua. Cái câu chuyện này là câu chuyện để mình học đó nha. Thần thông cái giống gì cũng làm được, mà cái tâm ngươi là thần thông tạo ra được. Vì sao? Bởi vì nếu mà dùng thần thông mà có thể mà khiến cho người ta có cái tâm lành thì đó, thì là mình giờ đâu có nằm ở đây. Phật đã cho mình lên thành chánh đẳng chánh giác hết rồi, chứ Phật không có thèm cho mình làm A La Hán đâu, ngài cho mình làm bằng ngày đó. Nếu mà Phật làm được, nếu mà Phật làm được đó là mình bữa nay là thành chánh đẳng giác, chứ còn tinh văn là không ai thèm làm mình nha. Mà Đức Phật cứ nghề là ngài muốn ai cũng giống như ngài, chứ ngài không có phải là muốn cho thôi bây giờ ta là thầy thì con thấp một chút, tàn thước cái người thước thiếu in không có được, Phật không có thiếu in nữa, ngài cho bằng là bằng, là khổ là không có được. Cho nên thần thông có giống gì cũng ok, nhưng mà cái từng có hai chuyện mà thần thông không có làm được. Một là chống lại với lý tâm tướng. Hai là chống lại lý nghiệp báo. Tức là thần thông dầu là chánh đẳng chánh giác mà 1 triệu vị mà ngồi cộng lại làm cũng không có đi ngược hai cái này được. Tức là nhân quả là sao? Thiện thì nó phải ra hạnh phúc, mà khổ thì nó phải ra ác phải ra đau khổ. Đó là cái nguyên tắc không sửa được. Rồi á, đó là lực nhân quả là chư Phật không sửa được. Cái thứ hai nữa
là lý tâm tướng, cái gì nó đã có thì nó phải mất, chứ không có cái gì. Như trong kinh mình kể là, thí dụ như lúc ngày Maha Kassapa nó bị đệ nhất đầu đà thiêu sát Thế Tôn rồi đó, ngày về ngày mới nói vua A Xà Thế, để vua A Xà Thế được lãnh một phần xá lợi mà. Vua A Xà Thế mới lập cái tháp lớn, nói ngày thỉnh ngày Ca Diếp để tôn trí cái xá lợi của Thế Tôn vào trong đó. Thì khi ngày để thành trong đó, ngày biết, ngài biết là sau này 218 năm sau vua Dục sẽ đến cái tháp này, ngài biết. Cho nên khi mà ngài tôn trí cái tháp xong, ngài lấy tất cả tràng hoa mà vua đem tới, ngài sắp chung quanh, rồi ngài nguyện từ đây, từ ngay bây giờ trở đi cho đến 218 năm sau lúc vua Dục khai tháp, mở tháp ra đó, hoa không héo, đèn thắp trong tháp không tắt. Ngài chú nguyện xong là bắt đầu ngài siêu cái tháp lại cho người bắt mấy lớp mà lớp siêu tháp. 218 năm sau vua Dục tháp nó bị sụp đổ rồi, thì vua Dục đi đến ngang chỗ đó, vua cho người khai quang tháp để mà sửa lại, trùng tu lại chứ, mở ra hoa tươi. Nhưng mà thật, nhưng mà chỉ đến đó thôi nha, chứ không phải là đời đời kiếp kiếp. Cái đó thôi. Ví dụ như thằng không có hay làm những chuyện mà mình hiểu lầm. Ví dụ như bây giờ người thân mình chết, thì vì có thần thông họ có thể, họ dùng thần thông mà khiến cho cái xác đó không có hư, và cái xác đó tiếp tục sinh hoạt ăn uống được. Nhưng mà người kia chết thì vẫn chết rồi, đã đi về một cái đã đi tái sanh mất tiêu rồi, hiểu không? Bây giờ tôi nói Trắng Đồng Diệp đi, thì tức là bây giờ nếu mà bây giờ tôi nói cô đừng có buồn nha, tại tôi đang nói dẫn tháp, tức là ổng bị như vậy đó, là nếu một vị có thần thông mà họ thương cô đó, họ có thể làm được một chuyện, đó là họ dùng thần thông họ siêu cái vết thương nó lại, và họ cho ổng ăn uống thì cộng đồng sáng ngủ ngon bán mọi người, nên cô đang không biết phải đến rồi ổng vẫn già vẫn chết. Ông ổng bạc từ từ là ổng chết rồi. Ông nói chuyện vẫn kêu em xin anh, rồi kêu quanh nam, kêu sổ thủy hoàn toàn. Nhưng thật ra đó là do năng lực của thằng thông khiến rồi, hiểu không? Ổng đã chết rồi, ổng đã đi tới thành ông tiêu rồi. Cho nên có thể nó là cái chuyện đó, tại sao mới bị thằng có thằng thông họ không làm, bởi vì làm chuyện vô ích. Vì nó vô ích làm là cái hiểu lầm chúng sanh nữa, nó chịu tu. Nó ăn là cứ lo nó luyện phép, luyện phù ấy bà nội. Tức là sau này người ta tin rằng người ta có thể kéo dài được cái tuổi thọ của cái con người, hoặc là họ có thể họ kéo dài được cái thời gian khu ma, thay vì họ biết cứu không được thì mà mình thương quá đó, họ, khoa học họ có thể giúp mình kéo dài thời gian khu ma được. Bởi bằng chứng các vị biết là nếu mà cách đây còn số người bị khu ma mười mấy năm đó, nếu mà gặp kiểu khoa học đời trước là chết lâu rồi. Họ đang đây họ mình khu ma mình đã thành ra cái khúc cây rồi, ở Việt Nam nó kêu là người thực vật đó. Tức là chỉ biết chăm vô tưới vô là nó sống thôi. Nhưng mà sao, nhưng mà dù sao mình cũng ít đau đớn mà gì cũng còn đó, mặc dù cái như mình biết là nó quớt rồi. Thôi nhưng mà tùy tấm người, có nhiều người họ thích vậy. Nhưng mà có vị có thằng thông họ khiến nó đi đứng được, khiến đi đứng được, nhưng mà cái chuyện nó làm cái gì chứ là thì hỏi một số chuyện họ không biết, thằng thông tạo đến mức độ nào đó thôi. Còn cái thằng thông của Đức Phật thì tôi không biết là người làm đến đâu, tôi không biết, nhưng mà cái sự hoàn chỉnh là gì đâu mà. Cho nên hôm nay chúng ta học về tam đề hỷ. Tam đề hỷ tức là chúng, cái gọi là chúng sanh nó chỉ gồm có ba khúc cộng lại thôi. Có lúc thì nó là hỷ, có lúc nó là lạc, có lúc nó là xả. Mà hỷ đây là gì? Là bốn tâm tham tọa hỷ. Nãy chỉ có sinh tiếu mà tôi giảng mênh mông thiên địa như vậy đó. Mà tôi muốn các vị sau này như vậy, tức là sau này chỉ cần nhìn cái chữ gì đó, cái tên này, nó cái địa danh nào, nó là nó bùm một đống. Chứ còn mà mình nhìn tới đâu biết tới nó thì nó ổn. Nhưng một cái người mà họ biết, chỉ cần mà cho họ ly cà phê, chỉ cần nói là ly cà phê espresso, là nói cho nghe tại sao nó mấy nước nào Ý rồi vậy, cappuccino, mocha, về arabica biết. Còn mình thì chỉ biết uống thực phẩm tri phì gì. Rồi 12 dục giới tình hảo tọa hỷ nha. Rồi gì nữa? 11 sơ thiền, từ đây đếm xuống. 11 nhị thiền, từ đếm xuống. 11 tam thiền. Rồi còn sở hữu thì 25 tình hảo, 2 hôn phần, 3 tâm phần, 2 si phần, 12 tự tha trừ trừ hỷ. Rồi bây giờ trừ chính nó nha. Ok. Rồi cái thứ hai, tất cả pháp câu hành lạc, có nghĩa là những pháp mà đi chung với lạc họ đó, thì ở đây gồm có là 51 tâm sanh chung với hỷ. Đâu đếm đây, 51 đó, 51 nè, phải không? 51 tâm sanh chung với hỷ.
thân thức thọ lạc và 11 tâm tứ thiền. Còn sở hữu á thì âm lâm định hảo 2 phần, 3 tham phần, 4 chi phần và 12 tự tha từ thọ. Rồi cái tất cả pháp cấu hành xả đó, nó đi chung với xả thọ đó, thì gồm 4 tâm tham thọ xả nhé. Làm đâu có hành với hỷ một tâm tứ thiền, đúng không, đúng chưa? Ok, bây giờ 4 tâm tham thọ xả nè, 2 si, 23 ngũ thiền, 12 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả, 14 tâm phu nhân, trừ 2 thân thức. Mà tại sao trừ? Bây giờ 2 thân thức nó không phải là thọ hỷ, phải không ạ? Xin lỗi, nó không phải là thọ xả. Rồi quan sát thọ hỷ nó cũng phải là thọ xả, rồi sinh tiếu nó cũng phải là thọ xả, không phải thọ hỷ. Ok, nên trừ nó ra. Rồi sở hữu tâm thì gồm hủng 25 tịnh hảo, hoài nghi, hung phần, hoài nghi thọ xả, tu vi si nữa, thọ xả nha. Còn tại sao mà phóng vật không kể ở đây? Vì phóng vật nó đi chung với ai thì nó ảnh hưởng. Rồi. Rồi bây giờ mình học qua là cái là tam đề sơ đạo ưng trừ. Thì ở đây các vị thấy cái sơ đạo đó là chiết bán. Tại sao chiết bán? Tức là bởi vì cái chi pháp là nó nói đến 4 đạo, nhưng mà cái tam là cái tên của nó là chỉ lấy sơ đạo thôi, chiết bán là lấy một khúc à. Nhưng mà vô dư cái là chi pháp lấy hết. Phải bằng nêu. Bây giờ ngài nói rằng tất cả các cái pháp trong thế gian này đó ha, nó chỉ gồm có 3 thứ thôi. Một là nó cần được chấm dứt bằng sơ đạo. Rồi có những cái nó được chấm dứt bằng đạo cao, tức là ba, tức là từ nhị đạo trở lên, từ A La Hán, từ tư đà hàm, A La Hán gọi là đạo cao nha. Rồi đó, có những pháp à nó không cần gì hết, hiểu không? Nó cần nghe kịp không? Giờ tôi ví dụ nè, tại sao tôi nói cái tâm đề này nó quan trọng? Khi mà tôi khởi lên tâm tham, tôi ăn ngon quá, tôi chỉ cần suy nghĩ đây là cái tâm mà vị thánh A Na Hà và A La Hán không còn. Nhưng mà tu được hoàn còn không? Còn. Vậy thì cái tâm tham nó là pháp do đạo cao hay là nó là do đạo cao hay là sơ đạo ưng trừ, tức là cần được đoạn trừ đó. Chứ ta ha pháp quán là cần được đoạn trừ. Vậy khi tôi ăn ngon, tôi biết tôi đang có tâm tham và tôi hiểu rằng cái tâm tham này nè nó là pháp có thể được đoạn trừ bằng sơ đạo hay là bằng ba đạo cao. Hiểu không? Hoặc là khi nào tôi giận quá, đây là cái mà bậc thánh nào đoạn trừ được. Anh nói hả? Rồi khi nào mà tôi thấy tôi giỏi quá, tôi mãn nguyện, tôi thích thú về con người tôi quá, tôi thấy ngon lành quá, tôi kiêu ngạo, tôi proud về con người tôi, thì lúc tôi hiểu rằng cái tâm này là A La Hán. Hoặc khi nào tôi cái tâm tôi nó scatter, nó phúng nó rải tùm lum hết, cũng phải A La Hán, hiểu không? Cho nên đó là tu đà quần thì đoạn trừ được thân kiến và nghi kiến thủ, tư đà hàm cũng chỉ diệt trừ được bao nhiêu đó, nhưng mà giảm nhẹ được 2 cái nữa, đó là dục ái và sân. Dục ái là gì? Dục ái tức là tham ái ở trong năm cánh trần. Tức là vị tu đà quần như ngài A Nan thì ngài chỉ có 3 cái, ngài vĩnh viễn không còn nữa, đó là thân kiến, tức là ngài không có nghĩ rằng nên trong đây nó có một cái linh hồn mà nó chết rồi nó chui qua chỗ khác, hoài nghi, tức là ngài không có thắc mắc là biết Phật có thiệt không, sự giác ngộ của Phật có đúng không, rồi quy ngờ pháp không biết cái con đường nó ngày dài vậy nó đúng không ta. Ông tăng không biết ông bắt chước Phật cũng cạo đầu vậy, nhưng mà không biết ông có đắc tiếng được cái gì hay không, là cạo đầu cho mát đâu bị dám như vậy. Thì ngày hôm nay không có thắc mắc, ngài biết rõ ràng lúc nào cũng có phàm tăng thì giới định tuệ ở một mức tương đối, mà bậc thánh thì ở mức rốt ráo như vậy thôi. Ngài hiểu, ngài tính chắc cái gì nữa. Ở đó với ngài nghĩ về bậc thánh phàm, nghĩ mắc cười luôn, ngài nghĩ thánh nhân á còn giống như một lúa mình đi đem luộc, tức là cũng còn hình dáng hột lúa nhưng mà không đem trồng nữa vì tham sân si vẫn còn. Còn phàm nhân thì giống như hột lúa mình chưa có luộc vậy. Ngài nghĩ một cái rất là, cho nên ngài không có còn hoài nghi, ngài không còn hoài nghi và ngài tin chắc là trên đời này cái gì có là cái đó phải mất, và cái đúng nó mất, bởi vì trên đời này không có cái gì mà nó không có nhúc nhích mà nó tồn tại, nó không sợ nhúc nhích thì không đúng, nhưng mà không có gì mà nó không vận động mà nó có thể tồn tại. Ví dụ như con người, nếu mà mình tiếc nuối thanh xuân, mình muốn đựng như mình già thì nó là cái sai lầm. Bởi vì nếu quả thật mà mình muốn mình có thể không bao giờ già đó,
thì hồi nhỏ mình đã không lớn rồi, mình đẻ ra làm sao mình cứ vậy suốt đời. Tôi nói có hiểu không? Không có hiểu không? Tức là nếu quả thật mà nó có một cái gì đó mà nó không vô thường gì, như vậy con người mình hồi nhỏ mình đẻ ra mình đẻ như vậy, mà chính nhờ một đứa bé mà nó trưởng thành ra một thiếu nữ cho mình, thì nếu điều đó cũng có nghĩa là nam ai người thiếu nữ làm ơn dài tôi cái hồi nhỏ bà hồi bà nhỏ thì bà đòi bà vậy thì rồi bây giờ bà vậy thì đi, bà không chịu xế chiều bà là bà nội tôi à, có hiểu không? Mà chấp nhận cái vô thường này là mình phải chấp nhận luôn cái vô thường kia. Rồi bây giờ mình mong phải có một thế giới nào nó được vô thường cho hạnh phúc, nhưng mà ra cái thế giới nào vô thường là thế giới đứng yên. Mọi thứ đứng yên có hạnh phúc không? Sao hạnh phúc đứa đứng yên là sao hạnh phúc? Nó phải transform liên tục như vậy nó mới vui. Nó đã trong khổ nó mới có lòi ra cái hạnh phúc. Chứ vì tôi thương bà đó quá rồi, từ bữa nào tôi gặp được bà tôi vui, tôi nghe alo anh ông đầu dây mình nghe cũng vui. Rồi đằng này cái mặt quá là mình gặp là đã ghét rồi. Rồi nghe tiếng Hoa thiện tình hồi nãy trong mộng tôi nó có cái số tôi biết ai đấy, nhưng nó lên nó mệt chết tôi khỏi tay ngắt cái gì rồi mình disconnect luôn, ghét. Còn có nhiều người họ không gửi mình là mình cũng đem thôi, mình cầm hai ba cái mình cái phone không phone cái xem là alo mà cái hồi mình gặp tôi rồi chửi một trận tức quá, tại sao ở đâu làm gì da mà cái giọng tiếng mình ghét rồi đó hả, khổ trả lời luôn. Cho nên tại sao đời có hạnh phúc là vì nó có thương, rồi nó cũng có nhớ, mà cái nhớ nó càng dữ dội gì nào nó gặp nó mới mừng, mà đói càng đói bạo ăn nó mới ngon, mà khát khát tàn khóc uống nó mới đã, mà cái thứ diarrhea thì cậu nó mới sướng. Chứ còn cái thứ mà hồi đó tôi nhớ ở nhà con bằng thử người Tàu cũng mắc cười lắm, cũng nghe tôi bị ngứa, tôi nghe bị ngứa sư nói chị bà xem nghe uống nước vô, cái tôi trời cô ơi tôi không có khát thì tôi uống, không khát tôi uống, uống được nó không có bón. Chứ coi con này sáng nào cũng uống, bà nói xong bà cầm nguyên một cái chai bự ọc 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 đó chứ không đó uống vậy đi nó mới quật chứ. Thật ra tôi uống tôi mửa sáng sớm bụng nói mà uống nó giọng tôi ói, mà có nhiều người uống hay lắm mà uống ọc ọc đó nó có giống như ra hết nha. Cho nên tôi nói rằng cái hạnh phúc trên đời này nó lớn, nó càng lớn là nó phải có một cái đau khổ thật là lớn nằm ghế mình cái này. Có một cái người mà mình ở gần họ mình hạnh phúc quá hạnh phúc, và điều đó có nghĩa là nay mai mất cái bà đó mình sẽ đau khổ cực kỳ. Còn có những người nào mà họ mất họ rồi mà mình vui cực kỳ, có nghĩa lúc đã gần họ thì gỗ cực kỳ. hiểu không cái gì mà mình được á mà mình hạnh phúc cực kỳ thì mất mình sẽ đau khổ cực kỳ, mà cái gì mà lúc mình mất mình hạnh phúc cực kỳ, nghĩa lúc mình được nó là mình đau khổ cực kỳ. Tự nhiên giờ tôi đem giao cho cái bà này 90 tuổi, kêu tối nào cũng về massage cho bà, nấu cơm cho bà, trời ơi bà nội tôi chết tôi lúc cho nổi 90 là bà là nhìn tôi không biết là tôi là ai rồi, là tôi đã mệt rồi. Vả là mặt bủng tay beo mà cái như xô xè chứ thể là chết rồi, nhưng mà nhờ cái là mình gặp bà người nó đột kìa thì another one rồi nó rất là vui. Có thấy cái cuộc đời mình nó là cái như thế, nhưng tôi biết ở Phật tử vô chùa này nó có nhiều người ở vô chùa họ không gặp cái vị lớn họ buồn, nhưng có nhiều người họ vô chùa họ gặp cái vị lớn họ lại sợ, họ lại sợ. Để tùy người, có nhiều người như tôi là tôi gặp gì lớn tôi sợ luôn. Không nhưng cái này uống bia sữa bột. Đúng rồi, cô mỗi lần học nó giác lại cho tôi phát kia. Cô cho mình một cái động mình cho là cô cái tỉnh. Mà cô một con mắt cô tinh đó cô mới nhìn cô thấy đã thôi nhé. Ít quá. Hay tôi thấy cái này. Mà chưa tôi nói cô nghe cái này đặc biệt luôn. Tu nó thoải mái mà đắc nó khó khăn. Có người nó tu khó khăn nhưng mà đắc cũng thoải mái, có người tu thoải mái mà đắc cũng thoải mái, người tu khó khăn đắc cũng khó khăn. Mình chủ trương thôi, kể nếu mà đắc khó khăn thì cũng kể đấy, nhưng mà điều tu nó thoải mái. Cái gì vui thôi, nhưng mà đừng có xa đà, đừng quá trớn. 60 không, 60 lực anh có nghĩa là những pháp mà nó cần phải được bậc tu đầu quần chấm dứt, thì đó chính là 4 tâm tham hợp tà và si hoài nghi. Đúng chưa? Đúng rồi. Nói về sở hữu tâm đó thì gồm sở hữu hoài nghi, sợ hai hôn phần, tham tài kiến. Giờ tôi hỏi lớp, vị tu đầu quần còn tham phần mà tại sao đây lại kéo tham phần luôn đi? Tham phần trong trường hợp nó đi chung với tâm tham hữu trợ, tâm sân hữu trợ. Có hiểu không? Có hiểu. Tại sao phải trừ nó là bởi vì bây giờ tôi hỏi các vị nè, 4 tâm tham học tà với si hoài nghi đó, hiểu trong 4 tâm tham học tà này có lúc nào nó có hôn phần không? Nó trừ nó là trừ trong lúc nó nào nó đi chung với 4 tâm tham học tà đó.
nó hiểu không? Trừ là trừ trong lúc nó đi chung với bốn tâm học tà. Ừ. Nói là gì vậy? Ok. Tôi ghét cô Thủy quá, tôi không muốn cô Thủy ở trong nhà tôi. Tôi nói lấy hết đồ thể dục rồi sao? Ha. Cô biết nghe không? Dùng hết đồ sao? Thì trong đó nó có một cái áo chắc kìa. Dùng luôn. Thủy đổ cô Thủy rồi tôi để nha. Làm sao dục xong dục hết tất cả đồ của Thủy ra ngoài sân, ở trong nhà tôi còn cái áo jacket nào, nói sao được, tôi không phải sao jacket, tôi dụng lên tôi dụng cái jacket của cổ thôi, nhưng trong phòng tôi cái jacket của tôi vẫn còn ấy chứ, sao ngu vậy, nó ngu thiệt á, nó không chửi uổng nha. No, tôi hỏi sao khi tôi dục hết đồ của Thủy trong nhà tôi nó còn áo jacket nào không, còn hay không còn? Ở Mỹ này phải nói là người nghèo hết mấy thì nó cũng phải có cái jacket trong nhà, nó nghèo lắm, nghèo cỡ như tôi cũng phải có. Dù giàu như quý vị cũng phải có, nghèo như tôi cũng phải có nè. Thì cô toàn là ba cái chuột cắn, nó rách ten lên mặt mặt cỡ luôn. Rách không, có lần mặt sở hữu tâm nhé. Là sở hữu hoài nghi, hai ôn phần, tham, tà kiến, bốn si phần và 13 đại tha. Đó là ta có ghi nè, cùng hợp với bốn tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi, hiểu không? Tức là họ kể sở hữu này nhưng mà xong họ thông câu là trừ cái đám này, mà cái đám này là khi nào nó đi chung với người ta mới trừ nha. Rồi còn si vừa nghĩ là chắc chắn rồi, si vừa nghĩ là phải trừ nó rồi, còn mấy kia là trừ là đúng đi theo người ta, nhưng tà kiến là cũng phải trừ nó luôn. Vì sao? Vì tà kiến nó không có trong lòng vị tu đùa. Và thêm nữa, đối với trực giác hồi xưa đùa làm cho mình được mình chúng ta phải trực giác một cái tuệ giác, sửa lại nha, tuệ giác, sửa chữ trừ thành chữ tuệ, đời giác của sự đó. Tức là đó, mình nói giờ mình cứ ngồi mình tưởng tượng, mình nghe nói là chỉ có tư đà hàm nó giảm nhẹ dục ái và sân, là cái ra vì ai vì tu đồ quật họ đã giảm, họ giảm cái giảm họ nó ít hơn là vì tư đà hàm, đà hàm giảm nhiều hơn. Tại sao gọi là giảm? Bởi vì vì tu đồ quật dầu cũng còn tâm sân phải không, nhưng mà cái tâm sân nó vĩnh viễn không đủ để làm chuyện sát sanh, nhưng mà vì nó có thể có nặng lời, tức là không có thể dẫn diện sát sanh hoặc là hại người là không có, nhưng mình phải nói là những câu mình tức á. Nhưng mà riêng ông Anh Hàm này, ông cái sân ông nó chỉ là một thoáng nhẹ trong kinh, cái sân của vị Anh Hàm nó giống như là cái tư đà hàm, nó giống như là một cái gợn nước trên một cái chữ viết trên nước vậy này. Tức là nó có nhưng mà rồi nó mất. Còn cái sân của vị tư đồ quần nó giống như nước viết chữ viết trên cát vậy này. Tức là thấy rõ ràng lắm, không có thiếu nét nào, nhưng mà hồi gió thổi bay hết rồi. Còn cái tham của mình, cái sân của mình giống như khắc trên đá, không phải đâu, mình giống chỉ khắc trên stainless steel. Đá thì nó cũng có màu mài mòn chứ còn stainless steel là bà cố nổ giống như là mài thôi. Ngủ quá. Cái gì khác, đừng lấy cái bịch đàn bà qua đây. Không, bệnh là bệnh nhỏ mọn, bệnh ác ôn, bệnh ganh ghét. Nó dính vô tôi như đó đâu gì báo ác hơn vậy. Nhập vô tôi quên cũng còn tâm tham sân, nhưng mà cái của ngài nó không đủ đi luôn lọt như đủ, nhưng mà có điều ngài có thể show up ra cho mình thấy. Còn riêng vị A Tư Đà Hàm là nó biền biệt, nó chỉ có trước cho vui giảm lòng những gì nữa. Còn A Na Hàm là vĩnh viễn không có sân, và cũng vĩnh viễn không có dục ái. Tức là giờ ăn ngon gì thì các ngài cũng đứng mất. Tôi không dám nói cao đạo, tôi tu hành cái gì khỏi giới thiệu thì biết rồi, nhưng mà có điều tôi phải nói giúp cho quý vị một kinh nghiệm.